243k. À, 433k. 240k đồng đồng. Hello cả nhà nha, cảm ơn chị Nguyễn Hiền Lương. Tụi bé em đang hồi tối, hồi trưa. Ủa tóc hả? Chị Cường kia. Mấy bữa rồi, đào tóc này mấy bữa rồi. Uống bia hơi đỏ rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Thủy nha, tối nay lên Rinh Nam không? Trưa. Rinh Nam đâu có còn gì đâu, Rinh Nam còn Rinh Lẫn thôi. Rinh Nam còn Rinh Lẫn thôi. Hết Rinh Dài rồi. Đây nha, chị em mình vô rồi, chia sẻ lên luôn dùng nguyên nè. Riêng nữ mấy hôm nay lên miết mà ta. Thấy cái like nào cũng có riêng nữ hết mà. Đây nè, để chia sẻ đã nè. Rồi lên hàng xăng hàng sale nhá. Chị em anh thích tặng quà gì? Ôi thôi đồ bé nữa. Đồ bé like mệt lắm. Vì đa số là hàng lẻ sai ra. Đa số là lẻ sai ra rồi lên từng cái mệt lắm. Hồi tối lên đồ bé nguyên tối nè. Ngày nên như là mới lên được dạo đào, mới lên đồ nè. Đồ nữ lên xíu xong lại chuyển qua đồ bé luôn. Cả một like là đồ bé luôn ấy. Lên chưa? Nhìn view viết ok chưa? Lên hàng sale nha. Sale hết, xả hết. Rồi ok chưa, kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa chị ông ơi. Đúng rồi, xả hết nghỉ Tết về quê ăn Tết, về quê xả nhanh, về quê ăn Tết nè. Lên đi chị ông ơi, mỗi chị em mình vô xem like nhé, chia sẻ lên luôn dùng đi nha. Cái này cái gì cũng có cả, cái gì cũng có. Cái này chắc là không lên bếp, không lên bé, lên lúc bé, lên bé lên cả trưa cả tối rồi. Lên nha, kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa chị em nói. Lên sang sale nhé, lên sang hàng sale, có gì tặng phát, tặng phát vào sang hàng sale nha chị em nói. Cái gì đây, cọc quần gì đây, chả biết là cọc quần gì đây, bán tặng hết cái cọc quần này, biết là cái quần gì, toàn bộ là quần dài, quần u mì, quần các kiểu quần. Ôi cha mì hàng. Lên nha chị em mình ơi. Bán tặng cho chị em cặp bộ này đã. Hả? Kiểm tra lại thử là mình đã chia sẻ hết chưa nha. Chia sẻ xong vô chấm lên kiểm tra thử nha. Đã hiện lên logo người chia sẻ hay không? Vì hàng sale bao giờ cũng chốt, ưu tiên cho chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Hay nhiều chị cứ bảo là chị đã chia sẻ, nhưng mà nó không hiện lên logo, nguyên cũng không chốt được. Nha, tí nữa có lên cả cái quần này nè. Cái quần mà hot girl nó bán cho chị em mình 175.000 này nè. Xíu lên chị em mình luôn nha. Con này lên mang cực sướng luôn. Sale, đúng rồi sale. Chia sẻ chưa? Kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa nha. Sale hết. Nghỉ Tết. Mà nói thật sự cái sale không biết. Fan cùn rồi. Sale miết cũng không hết à. Hello, hello, hello. Lên nha, sang hàng sale, sang hàng sale. Em lên bộ trước. Cảm ơn chị Uyên Lê nhá.
Yên Lê lại Khánh Uyên à. Cảm ơn chị Yên Lê. Rồi lên sang hàng sale. Không có ai tặng quà, mình lại đi tặng quà ngược lại nhé. Ôi giời ơi, tai với chăng. Xây to lắm. Chỉ là hàng xây to, xây đại thôi. Từ xây L tới xây 5X là toàn bộ là hàng đặt xây to hết nha. Chưa sai, em đâu có sai. Em mới chỉ đỏ sơ sơ thôi. Không có sai. Làm sao mà sai cho được. Đô cao lắm. Từ 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 từ. Quần riêng le đẹp ghê Nguyên. Mai là kiếm ra chứ không hụt mất rồi. Ngày nào cũng sale, đúng rồi. Ngày nào cũng sale mà cũng không hết hàng. Cái này bán tặng nè. Chị nào đã có logo người chia sẻ phát như vậy em còn ơi. Hết tiền cũng vì sale. Sai này dành cho chị em sống. Hàng này hàng đi sỉ vô bình thường là 105.000, 101.000. Hàng này toàn bộ có tông tàu hết. Sai chị em mình đến gần 60 như chị em còn ơi. Giá này giá bán tặng. Hàng này bình thường đi nhập sỉ vô đã là từ từ chị sót hai cái riêng le nha. Từ từ sót á, túm hết rồi chứ sót ở đâu nữa, sót ở đâu nữa. Sau này chị em mình đến 60 chị em vẫn mang ok toàn bộ dòng cốt tôn tàu và giá này em lên chị em mình là giá bán tặng. Nên là chị em mình chia sẻ nha, kiểm tra chốt cái chị nào chia sẻ thôi, chốt cái chị nào chia sẻ thôi nha. Ai không chia sẻ bỏ qua hết những cái mã này nhá. Em đi luôn, chờ em mình cái này luôn. Một cặp này là 20 bộ lận. Một cặp này 20 bộ. Bán tặng hết. Và cái này được cái là xây to này chị em 60 cái chị em vẫn ok nha. Kiểm tra đã chia sẻ chưa? Em đây luôn chị em mình con này với giá là 65.000 giá tặng. Đúng một cặp. 20 bộ 65.000. Cảm ơn chị Phương Lê nhé. 65.000. Chốt cái chị nào đang có logo người chia sẻ nha, lên luôn dùng mã tặng 65 và form này chị em lên 60 vô tư nhé. Tặng 65. Tặng 65 tối nay còn sale hết. À có số cầu thang ok. Cho Đào Thị Luyện con 65 nha. Chị nào không chia sẻ mắc lượt cho chị Mai Hường luôn. Ok chị Mai Hường luôn. Đang bán như vậy mà tặng 65. Nhưng mà mỗi thứ, mỗi màu nó còn cái hai cái thôi. Chị Mai Hường con. Rồi ok. Có hai con màu vàng thôi. Hai con màu vàng thôi. Hai con màu xanh. Hai con màu xanh. Tặng 65. Riêng xung có đâu chị. Có đâu mà lên. Chúc cho ai chia sẻ thôi nha. Chị nào không chia sẻ bỏ qua. Riêng nam em không chị ơi. Hôm nay chị em 60 vô tư, toàn bộ hàng theo dòng này có tông tàu nhá. Chốt cho ai chia sẻ thôi. Lên mã tặng xanh luôn. Hôm nay toàn bộ form 60 nha chị ơi. Form 60 hay là như thế này. Hay là như thế này. Không cần chọn màu. Như hết thế vàng này. Rồi nha. Cho chị Đoàn thì cắm vàng xanh này. Mỗi chị bộ nhá. Hết vàng rồi nhá. Em đang tặng 65.000 là giá bán tặng. Giá bán tặng. Nên là chị em mình tranh thủ có hai bộ xanh. Mỗi chị bộ nha chị em rồi đó. Vì thật sự là giá này giá tặng rồi cho chị ngăn thư một bộ. Ngăn thư một bộ. Tặng 65 nhé. Tặng 65. Rồi nha. Ôi chị Thanh Thanh không chia sẻ. Chị Kim Hồng Nguyễn không chia sẻ. Minh Thu không chia sẻ. Bỏ qua mắc lượt nha. Không chia sẻ là mắc lượt. Lên mã tặng lưu hết vàng rồi. Nhưng mà chị Kim Hồng Nguyễn không chia sẻ. Vì bao giờ giá em bán tặng. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi nha. Chỉ nhiệt tình với những ai nhiệt tình với mình thôi. Đấy. Rồi nha, lên luôn những mã tặng nu, hết vàng rồi. Hết vàng rồi, lên mã tặng nu, cốt tông tàu hết. Và toàn này hàng đi nhập vô đã hơn 100, gần 101, nói chung 105, 106 gì đấy. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 65.000 cho chị Nguyễn Thảo Văn. Nguyễn Thảo Văn có 3 bộ màu nu. Nguyễn Thảo Văn 1 bộ nha. Từ từ. Áo quần đang mang có luôn, xíu em lên. Và form này chị em mình đến 60 chị em vẫn mang ok. Hết màu xanh là chị Ngọc Nguyễn ơi, chị Mai Hường đã có rồi. Nha, em bán tặng mỗi chị bộ đi cho nó vui thôi. Nha. Chị Kim Hồng Nguyễn không chia sẻ, Hoa Đào cũng không chia sẻ. Chị Ngân Thư đã có 1 bộ rồi. Nha, Kim Hồng Nguyễn không chia sẻ bỏ qua. Ai không chia sẻ bỏ qua đi nhanh luôn. Mắc lượt nha. Chữ này đi giá này đi một lượt thôi. Không chị ơi. Xanh em hết rồi. Lên mã tặng nu. Nha, chốt lên mã tặng nu và form này 60 vô tư. Tặng nu nhá, tặng nu. Tặng nu, chốt cái chị nào chia sẻ thôi. Xanh em hết rồi. Nu nhá. Hết xanh rồi. Lên mã tặng hồng luôn cho chị Tắng lên một con nu. Một con nu nha. Rồi ok. Chị ơi chia sẻ không công khai. Không công khai là nó không hiện người chia sẻ. Người ta chia sẻ công khai thì nó sẽ hiện lên logo người chia sẻ rồi. Nha. Ủa Quách An có thấy gì đâu. Cái này bao nhiêu cái khủng mang vừa à? Từ 40-60 mang ok luôn. Hồng chị Thảo Văn đã có rồi. Hồng cho chị Tuyết Trần. Hồng cho Tuyết Trần. Tặng 65.000 làm sao mua được giá này chị em còn nói. Không bao giờ được giá này hết.
Không chị ơi, bộ thứ hai là vẫn giá tính giá bình thường, em không bán giá này nữa nhé. Bộ thứ hai tính giá bình thường, không bán giá này nữa. Vì toàn bộ giá này giá bán tặng rồi nha. Len hồng luôn dùng nguyên. Hồng cho Phương Ngô. Cho chị Ngọc Nguyễn. Cho Ngọc Nguyễn. Bộ màu đen duy nhất. Có một bộ màu đen duy nhất à? Nha, và chị Tấn Linh là có rồi đúng không? Tấn Linh có rồi. Chị ơi, chị chia sẻ không công khai, nó không hiện lên logo nghỉ xã đâu, hồng còn không ta? Hết hồng rồi chị Hồng Hằng Trần Thị. Lên mã đen. Tặng 65.000 luôn. Tặng đen 65.000. Tặng đen 65.000, chị nào lấy tặng đen 65 lên tặng đen 65 nha. Rồi lên luôn dùng nguyên xanh ngọc còn 2. Nuôi em hết rồi. Nuôi em hết rồi. Tặng xanh ngọc luôn dùng nguyên. Chị ơi, mỗi chuyện bộ nhá. Mỗi chuyện bộ giờ mới hiện lên logo người chia sẻ kìa. Phạm Bích Phương đen. Ok chị Phạm Bích Phương. Do chị chia sẻ không công khai. Toàn bộ là theo con là chắc có tông tàu nhận hàng về chắc xó quay đầu dùng nguyên cái gì em ơi. Nha. Rồi lên cho mã xanh ngọc, được 2 xanh ngọc. Được 2 xanh ngọc và em đang đi luôn chị em là giá 65. Được 2 xanh ngọc nhá. Đây dạ mình giá 65 rồi, hai màu này nó ra nái với nhau thôi. Hai con này na ná giống nhau nhá, thôi nhá. Hai con này na ná giống nhau màu đen không nhá. Lên mã này là mã xanh dương rồi ok. Còn hai cái xanh ngọc, hai cái xanh dương tặng 65 nghìn. Lên luôn dùng mã tặng 65 luôn dùng nguyên nhá. Cho tiếp cái cọc áo thun chỗ này là ba. Xanh ngọc chơi đổ thu hàng. Đổ thu hàng. Nào. Xanh ngọc đó, xanh ngọc đó. Cho cáo thun. Xanh ngọc cho chị Thúy Nguyễn. Còn Thúy Nguyễn đem hết rồi. Xanh ngọc Thúy Nguyễn rồi. Ok, còn xanh dương thôi. Xanh dương cho Bêu La Văn. Lựu Trần hình như Lựu Trần hình như là không à. Lựu Trần có chưa ta? Chưa có nhá. Còn xanh dương thôi. Còn xanh dương, còn một bộ xanh dương cuối cùng. Hết màu xanh ngọc luôn chị em mình. Hết xanh ngọc luôn. Từ 65.000. Đúng nè. Bán tặng luôn. Cặp này em cũng lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Hạnh Võ. Còn vô cái mã này toàn đi sỉ vô là đã gần hơn 60.000 rồi. 60.000 cả vận chuyển nữa là hơn cả 60.000 rồi. Toàn bộ là chất có tông tàu và em cũng lên cho chị em mình là giá bán tặng. Cảm ơn chị Trung Hà nha. Thấy được cái này em cũng lên cho chị em mình là giá bán tặng và size này thái lựu rồi nhá. Hàng này đi nhập sỉ vô đã hơn 60 năm này phải, nó đắt lắm chị em mình ơi. Đã hơn 60.000 cả tiền vận chuyển nữa, 60.000 cả tiền vận chuyển hơn 60.000 rồi. Size dành cho chị em mình đến 60-62, cái này chị em mình sẽ làm mang form rộng nhá. Mang form rộng lên mã tặng gấu luôn dùng nguyên. Tặng gấu đi chị em mình, mã này mã tặng 39.000. Tặng gấu 39 nhá. Ba con gấu này nó na ná giống nhau. Ba con gấu này nó na ná giống nhau. Kim Hồng Nguyễn ơi, Kim Hồng Nguyễn sao? Ba con gấu này nó na ná giống nhau nhá. Em đây luôn chị em mình, mã này là mã tặng 39.000 gấu. Size này chị em mình đến 62 vô tư, cái này chị em mình sẽ mang dạng mang là phun rộng ấy. Mang phun rộng nhá. Ti nha. Ti. Tiết Trần. Tiết Trần. Đỗ Thu Hằng. Khánh Uyên. Em đi rất là nhanh rồi chị em mình, tranh thủ 39.000 làm sao mua được chị em mình ơi. Làm sao mua được? Không, mỗi chuyện con đi. Mỗi chuyện con, bộ hết rồi đúng không? Bộ xanh dương cũng hết luôn rồi đúng không? Mỗi chuyện con nhé. Cho chị Văn Phương con nữa là hết. Đỗ Thu Hằng tới ai nữa? Khánh Uyên. Khánh Uyên hai con à? Một con. Hết gấu nha chị em mình ơi. Lên mã tặng nơ. Tặng nơ nhé. Con này cũng có tông tàu luôn. Tặng 29.000 được không? Tặng 29.000, giá này chuẩn giá bán tặng rồi nhé. Nên là chị nào đang có logo người chia sẻ, giờ mới hiện lên logo người chia sẻ, do chị chia sẻ không công khai chị ơi. Tặng vàng nơ luôn, có tông tàu luôn, đi 29.000. Cho Ti Ti. Cho Ti Ti. Ti Ti. Sợ chưa? Sợ chưa? Lên mã này mã tặng gái. Hết cọc này thôi. Không lên đồ bé chị ơi. Rất là nhiều mã hàng sale. Đây là chị em mình tranh thủ mỗi thứ sale một ít, mỗi thứ sale một ít. Lên mã tặng cô gái. Cô gái này có 2. Cô gái này có 2 vẫn đi chị em mình 39.000. Crop top em còn. Crop top còn nhá. Lên luôn dưỡng mã tặng cô gái. Hôm này chị em 60. 60 vô tư nhá. Này. Cực kỳ mềm luôn. 39.000 gái, con có 2 con. Nơ em hết rồi. Trời ti tiền con, còn con nữa nè. Còn con nữa nè. Còn con, nơ em hết rồi. Nơ hết rồi nhá. Hello chị. Cho chị Lê Hiền. Cho chị Lê Hiền con này. 39.000. Chị chốt cái chị nào chia sẻ thôi. Ai không chia sẻ con bỏ qua hết. Mắc lượt những cái mã này nhá. Mắc lượt những con này nha chị em mình ơi. Nha, rồi lên luôn dùng cái mã này là mã đỏ. Tặng 39.000 luôn, toàn có tông tàu thôi chị em mình ơi. Toàn có tông tàu thôi nên là chị em mình tranh thủ. Lên mã đỏ, 39.000 luôn.
Mục đỏ. Đỏ 39 nhá. Cô gái em hết rồi. Cô gái em hết. Em chưa biết chợ, em bóc tới đàm là tới đó. Buổi tối toàn buổi xả hết ý. Đỏ ti ti. Lên luôn chung mã này mã theo 39.000 luôn. Theo 39 nhá. Ai lấy theo 39 lên theo 39. Là sao? Là sao? Trời theo 39. Ơi. Theo 39 nha, có thằng con theo 39. Con này toàn bộ là chắc của nó là 10 hàng xịn sò. Ê ti ti. Xịn sò đi chị em mà nhìn. Đẹp lắm luôn. Con này size gì đây? Con này size chị em mà 52 đổ về chị em chút đẹp. Lên mã 10 hàng nhận con hàng này về chắc không đẹp quay đầu chứ. Hàng bữa nay là 10 hàng đi nhập vô không á là hàng tám mấy rồi. Em tặng luôn chị em mình con này 65.000. Bán tặng nha, toàn bộ giá này giá bán tặng thôi. 65.000 luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Nha, lên luôn chung mã mì hàng size 52, 65.000. Chị em mình yên tâm đi, tối nay rất là nhiều mã hàng sale cho chị Quyên Hồ Thị 65. Quyên Hồ Thị 65. Quyên Hồ Thị 65. À ra đây. Đây set đây, set đây. Đây Khánh Yên xia cái áo nhưng mà giờ mới lòi ra cái quần rồi Khánh Yên ơi. 52 đổ về, ai nhanh tay có. Đây set của em nó đây. Treo biết cái áo mà bữa nay mới gặp cái quần. Mừng ngày em nó hội ngộ nhá. Tặng luôn. Size 52 đổ về. Bán tặng luôn cho chị em mình set này bao nhiêu tiền ta? 85.000, ai nhanh tay có. Ai nhanh tay có nhá. Hàng này hàng xịn, hàng này người ta chạy 88 đấy chị em mình. Em đây luôn chị em mình làm máy mới vừa đặt xong hết tiền. 80.000 luôn. 80.000. Siêu rẻ rồi gì. Mà có khi nào em bán không rẻ đâu. Có khi nào cho chị ti ti 80.000. Có khi nào em bán không rẻ đâu. Bao luôn chị em mình về giá và về chắc cho ti ti. Ti ti. Ôi giời. Mừng cái ngày em nó hỏi có còn xét chứ mấy. Ti ti thấy rồi nha. Có còn xét thôi. Con này cũng là mì hàng. Cặp này nhanh để lên cái quần Quân đang mang. Quân nói là nhận hàng con quần Quân đang mang về bao sướng luôn. Bao sướng luôn chị em mình nhá. Đây này. Cái này quần còn lẻ tẻ trong cái cọc này em không biết bắt kể. Con nào cũng được. Em bán tặng hết chị em mình cọc này. Quần mì hàng là hàng đi nhập vô 8 máy em đi chị em mình. Con này 59.000 hết trong này. Nha 59.000 trong này hết. Sai gì đây? 59.000 nha chị em mình ơi. Sai 55. Lên mã XL. Đi đơn chưa ta? Em không biết là chị đi đơn của chị đi chưa. Size 55kg đổ về XL. Chân váy size M hả chị ơi? Từ từ, chân váy váy đi từ em tìm. Set đen chị được không? Không chị ơi. Set set cho ai ta? Set cho chị Ti được. Ti Ti hả? 59.000 size XL. Phải lên phải bắt cái áo không? Giờ ai biết. Ai nhanh được chứ giờ đâu có biết đâu. Con áo đẹp vậy. Con áo đẹp. Con này là size 60 luôn dùng nguyên. 60 số 2. Nha, lên luôn dùng mã này là mã 3X. 3X luôn dùng nguyên, đẹp lắm chị em mình ơi. 3X con này dặn quần lửng nè. Con nói là mì hàng không bao giờ, mà đợt này không có bao giờ đi nhập dưới hàng 8 hết ấy. Không có dưới hàng 8. Em đây luôn chị em mình 59.000. Size này là size size gì đây? Size 2X. 2X. Nhưng mà có quần lửng. 3X đây chứ. 3X à? 3X. 3X con quần lửng. 3X với đàn nhã ca. Đàn nhã ca. Còn quần riêng ống sung em không chị ơi, không có riêng ống sung rồi. Ai. Mì sọc thể thao này bữa nay không có hàng bán, size 52 đổ về. 52 đổ về, không biết cọc này cứ đi chạy mà 59k nhé, CM 52 đổ về, không phải mì hàng, không phải mì xịn qua nào nhé. Không phải những cái dòng mà chị em mình mang đôi ba hôm nó xù ra đâu. Không phải hàng khô cứng, toàn bộ mì hàng, chị em mình chỉ cần về, sợ cái tay vô. Nó mắc rồi rụi luôn. Hết bởi nha. Lên mã M dùng nguyên nhé. M, con này M 59.000 luôn. M 59, chị nào lấy M 59 lên M 59. M 59. Rồi con này size 50 đổ về, con này phôm lửng lửng thôi. Nhầm, con này phôm dài rồi. Lên mã 30. Thể thao 59 là gì ta? Kèm size cho em đi. Size M. Size M, chị nào lấy size M lên size M. Mã 30. 30 nhưng mà chị em tầm 52 đổ về thôi. Nha, chị nào lấy cái mã này lên mã 30 luôn dùng nguyên. Đẹp lắm. Dạng hơi hơi giống phôn đang mang nhé. Đang kéo cho chị em mình xem này. Kéo cái ghế ra bà. Lên cái quần đang mang mới sướng này. Lên cái quần đang mang hàng Hot Girl nó bán chị em mình 175.000. Không bao giờ nó điêu hết. Không bao giờ nó điêu, con này hot girl bán vậy em mình 175.000 cũng chạy cho em mình mì xịn luôn. Mà có được có cái cả xây to. Này, con này mang lên cực sướng luôn. Mã này mã 30 cho ai nè bà này. 30 cho Nguyễn Hoàng Anh 59.000. Nguyễn Hoàng Anh. Trời ơi, con này dòng dạ xịn. Quần dạ xịn, xây to xây 60 nhá. Xây 60 vô tư. Quần sọt hả chị ơi? Có chứ, có. Cái gì cũng có, tối nay cái gì cũng có hết. Nha, con này dòng hàng xịn size 31.
Size 31 giờ em 60, 62, 64. Có rồi nha. Em cũng đi chị em mình con này giá 59.000. Đi con này giá 59.000 luôn. Tối là rẻ bắt chấp. Rẻ bắt chấp 59.000 nha chị em mình ơi. Nha lên chung mã dạ. Dạ máy quên mất tiêu. 59.000. 31 nè. Cho ti ti. Cho ti ti. Cái này lên luôn dùng cái này, mì hàng size dành cho chị em mình 55 đổ về chị em chốt đẹp. 55 nhá, lên mã 55 ký. Đi 59.000 luôn. Lên mã 55 ký, 59.000 phát tới luôn cho chị em mình luôn nha. Chị nào lấy mã 59. Dạ đi ti lên nha. Lên 59 luôn dùng nguyên rồi. Ok, lên cả con quần Nguyên đang mang. Con quần Nguyên đang mang dòng này là dòng dạng mì lách ghi. Con này 3X chứ nè. Nhưng mà phong nó nhỏ, 55 đổ về thôi. 55. 55 đổ về thôi. Dòng này là dòng mì 55 hàng. 55 cho Nguyễn Hoàng Anh. Dòng mì hàng. Nhưng mà phone của nó là phone lát riêng cho chị em mình. Nên là chị em mình mix với cái gì cũng đẹp hết. Mix với cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà có rất là ít. Em đi luôn cho em mình. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. Dòng mì hàng lát riêng nha chị em mình. Hàng này hot girl nó đang đi chị em mình 175.000. Không bao giờ nó điêu. Nhà năm nay còn vải còn đắt hơn nữa kìa. Năm nay vải u mì rất là đắt. Nguyên không có nhập về nhiều. Cái này đang lên chị em mình giá bán tặng. Cái này chị em mình mang với áo phone rộng. Nó đẹp. Đây này. Dạ hết rồi. Mang với áo phông rộng, có size to, con này đến 5XL lặng. Con này đến 5XL lặng. Từ từ chờ em xíu nè. Từ L, Nguyên đang mang size L này. Nguyên là đang mang size L. L tới 5XL. Nha, có cả size to nên là chị em mình cứ yên tâm. Từ từ. Kiểm tra lại thử. Không bán lỗ quá là hố luôn ý. Em đi dạy em mình mã này. Chị em mình chỉ cần lên chung số ký. Cái này ba ghi số ký lại mai bóc sai sao đi ba. Không còn lẽ tẻ sai. Chị nào cái gì? Rồi chị. Lên mã này, từ từ chờ một xíu. Lên mã này. Có chị ơi, đâu có được mấy màu, thứ còn cái xíu em sale thôi. Lên mã này là mã legging. Em đi luôn chị em mình mã này 83.000. Nhận hàng không đẹp quay đầu. Tự tin con này luôn, riêng mà Nguyên chạy mì hàng như chăn váy cũng thế. Ai nhận hàng về nghĩ không nghĩ con chân váy 80 mấy nghìn mà nó đẹp như thế. Dặn mì, dán mì lát riêng nha chị em mình ơi. L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. Toàn bộ là hàng xây to từ 50kg đổ lên thôi. 50kg đổ lên đến 65kg. Là chốt ok con này. Em đi luôn chị em mình 83.000 nhé. 83.000 nha. Lên mã này là mã 83 kèm luôn dùng nguyên cái size. Kèm luôn dùng nguyên số ký. Con này mà không rẻ quay đầu. Không đẹp quay đầu, bao rẻ luôn cho chị em mình con này luôn. Nha chị TT, mỗi con size hàng lại có size 65 nữa mới sướng nhá. Ok chị TT. Cho chị anh Lê 60kg nè. Không có nhiều đâu nên là chị em mình tranh thủ nhé. Cái này em bóc size sau. Cho chị Thảo Trần 53kg. Giảm nhiều và chuẩn là mì hàng nha chị em mình ơi. Đi 83 đảm bảo là không ai đi được giá này luôn. Tự tin luôn ấy. Dần mì hàng xịn này toàn bộ người ta bán cho chị em mình. Đi nhập không đã là 80 mấy nghìn rồi. Thì chị em mình nghĩ 83.000 có lãi hay là không? Chị em mình tranh thủ nhé. Đi mã 83 kèm luôn dùng cái số ký luôn dùng nguyên nhé. M, L, à lộn lộn. L, từ size L mà tới size 6X, 5X là chị em mình biết. 5X hàng này toàn hàng size to, không có 80kg đâu chị ơi. Em chỉ có chốt đến 65. Thì chị em mình gọn lắm lên 68kg, chứ không tới lên tới 80kg để luôn dùng nguyên nhé. L tới 5X. Và chốt đến 65 chị nằm mà gọn lắm lên nhất lên được size 2kg nữa thôi, không có 70kg. Không có 70kg đâu chị ơi. Nha, để ý luôn giùm em. Không 70kg. Phong quần rất là đẹp luôn. Đứng đứng lại cho chị em mình nhìn cái phong quần nè. Dán mì lát riêng. Nhưng mà chị em mình nhìn cái dòng mà loại mà rã rã dỗm dỗm ấy. Mang cái này chị em mình mang cái này bị đầy hết. Đi phô hết cái phần này. Chị em mình nhìn. Thẳng tưng luôn. Nhá, phong quần rất là đẹp. Hàng giảm nhiều nhá. Tới 5XL là. Con quần này rất là đẹp luôn. Nha chị em mình tranh thủ. Đây chị em mình nguyên mang phong quần thực tế là chị em mình thấy rồi. Đây. Không đẹp quay đầu nhá. Mang phong quần thẳng lát luôn ấy. Hacker nó bán chị em mình 175.000. Đấy. Nên là chị em mình tranh thủ nhá. Ok chị nào lấy cái mã này lên luôn dùng nguyên nhá. Tiếp qua nhá. Qua nha chị em mình. Tối nay rất là nhiều mã hàng sale nên là chị em cứ thông thả đi. Em lên hết. Sale hết. Sale hết. 4X là chị. Size 4X. Có tới 6X mà. À, tới 5X chị em mình không biết mang size gì. Lên cho nguyên cái số ký. Lên cho nguyên số ký. Em đang đi 83.000 nhưng mà chị em mình có đơn chịu khó. Lên cả thông tin trên like cho em nhé. Lên cả thông tin trên like cho em chút đơn. Con quần này đảm bảo là nhận hàng không đẹp quay đầu. Con quần, con áo đang mang luôn. Hôm nay sale mất luôn. Đây, con áo đang mang có từng này con. Có đúng từng này con thôi này nên chị em mình tranh thủ nhé. Cho chị nào lấy cái mã quần 83 cứ lên mã 83 đi. Biết cái gì cũng đẹp hết.
Nói thật chị em mình mang cái này chị em mình đi làm công sở cũng quá ok luôn. Nó không bị phô nha chị em mình ơi. Đây chị em mình nhìn nè. Chân váy à. Ok, chân váy chờ em xíu. Nha, ok chị Thanh Anna. Con này phát luôn mấy con đi chị ơi, không phải hàng này có hàng thường xuyên đâu. Riêng con này không phải hàng có hàng thường xuyên, hàng này là hàng đặc đấy. Đây chị em mình nhìn nè. Bao đẹp luôn nhá. Kèm cho em số ký đi là em biết chốt sai gì. Được chưa? Không có tầm chút đến 65 đi là cho nó thông thả, vì hàng này nó cũng giảm nhiều lắm, nó giảm nhiều. Mì hàng xịn nha chị em ơi, em đây 83.000, đảm bảo thời điểm này mà đi nhặt mì là không có được cái giá này rồi. Rồi ok nhá, tiếp luôn chị Nguyên. Ok chị Quách An An, con này đẹp, đảm bảo luôn cho chị em mình là đẹp chuẩn, cái đúng tiêu chuẩn là ngon bổ và rẻ luôn. Đây có hai con thôi, không giống dán bơm. Dán bơm thì cái phần này nó sẽ thụng ra đúng không, cái phần này nó sẽ thụng ra, còn không cái này nó sẽ ôm vô người này. Nhưng mà chị em mình nhìn nè, Nguyên đứng ảnh ra cho chị em mình này. Nó không hề bị defo như những cái con quần chị em mình mua. Ví dụ chị em mình mua cotton thường ấy, cotton thường ấy, mang cái này nó túm hết lại này, nó phô hết cái phần trước này ra, còn cái này không hề bị nhá. Ok chị ơi, rồi nhá, con này xịn đẹp rồi. Ok đi luôn chị em mình mã này. Hết pin rồi ta, hết pin rồi ta. Sạc cái này, cái dây sạc nó sao sạc đang sạc rồi, sạc đang sạc, đang sạc rồi. Ok qua nhá, qua cho chị em mình, không có nhiều đâu, không có nhiều đâu, nên là chị em mình tranh thủ nhá. Rồi ok lên này, hàng này hàng 89, có tông tàu chéo, có hai con màu vàng thôi, hai con màu vàng em đi nó luôn chị em mình. Con này tặng 65 luôn á, lộn tặng 75. Hàng 89.000, có tông tàu chéo nha chị em mình ơi. Có tông tàu chéo, lên luôn chung hả? Bò. Ok chị Hoa Đòn, chị em mình cứ lên cho Nguyên có cả số ký là ok. Em đi luôn chị em mình, con này giá 75 thì thực sự là không còn giá nào rẻ hơn nhá, không còn giá nào rẻ hơn. Có hai con màu vàng nhá, nó na ná giống nhau nhá, bốc đại như chị em mình ơi. Nha, lên mã vàng cho chị Ngọc Lan Tràng con, chị Hạnh Bùi con. Có hai con thôi nha. Hết bò màu này mà đi thực sự đi 75.000 làm sao mua được, làm sao đi mua được chị ạ? Ngọc Lan Trần với lại chị Hạnh Bùi. Con trong mang trong người nữa. 75.000 luôn. Lên mã bò đen có một con. Lên mã bò đen. Bò đen có con. Phô này chị em mình đến 60 vô tư dùng Nguyên nhé. Riêng con này là 60 vô tư nhé. Lên mã này mã bò đen. Ốc phát gió em có. Phát gió em có. Lên mã bò đen. Bò đen này phô nhỏ hơn. Riêng con bò đen là phôm nhỏ hơn, phôm này 55 thôi chị em mình nha. Chị nào lấy bò đen hoặc là chị em mình có thể mua về cho con. Cái này trai gái gì mang cũng được. 55kg làm sao mua được con áo đi nè với giá này. Bò vàng em hết rồi. Lên mã bò đen. Size này 55 đổ về thôi chị em mình nhé. Lên mã bò đen 55 đổ về. Em đi nhanh luôn chị em mình luôn. Bò vàng em hết rồi. Bò vàng em hết rồi. Lên mã bò đen 55.000. À quên, lộn. 55kg. Đây Phạm Bích Phương. Con những con này phôm này nhỏ hơn. Bò hồng này cũng phôm nhỏ hơn nhé. Bò hồng này cũng đi chị em mình 75.000, phôm nhỏ hơn chị em mình thôi. Lên mã bò hồng nha, lên mã bò hồng. Bò hồng. Phôm bò hồng là nó nhỏ hơn, phôm 55 đổ về chị em chút đẹp nhá. Rồi lên luôn chung mã này là mã chữ trắng. Cái này chị em mình nít cái gì cũng đẹp hết. Quần lách jean nè. Rồi chân váy nè. Màu khiên hai mang con này với chân váy chị em mình thấy rồi. Con này phôm to hơn. Lên mã này mã chữ trắng. 75.000 nốt luôn, chị nào lấy chữ trắng lên chữ trắng nhé. Chữ trắng 75, Nguyên có hai con chữ trắng. Nguyên sẽ lên chị em mình mã này để chị em mình mỗi khi chị em chút được. Chữ trắng nha. Cái này ghi lại nha ba. Xanh đẹp dưới cùng à. Xanh đẹp dưới cùng. Ok. Đưa xanh đẹp lên xanh đẹp. Mình hiểu bao nhiêu? 75.000. Bào đen em hết rồi. À, đen chữ. Có đen chữ, con đen chữ nè. Có một con đen chữ nè. Nha, chị nào lấy đen chữ lên đen chữ. Chữ trắng cho đặng nhà ca. Lên mã này là mã đen chữ. Phone này phone to hơn, phone 60-62. Cái này iPhone đang mang. iPhone đang mang nè. Nha, rồi lên cho mã này là mã chữ đen. Có một con chữ đen thôi. Nha, lên mã chữ đen. Bò hồng là hết. Bò hồng nữa là hết. Trắng cho chị à. Trắng chữ nào đó chị? Văn Lê. Chữ trắng đâu còn? Đó. Đâu? À chị trắng cho Văn Lê. Rồi ok nhá. Rồi chị nào lấy bò hồng lên bò hồng. Dán đi luôn chị em là 60. Cái này bị lóc. Bò hồng cho Nông Phương Lan. Hết viên cho chị à. Đen chữ cho Nguyễn. Chữ hết rồi. Chữ đây.
À, đang chữ ok cho chị Nguyễn Đê Tường. 3-4 bộ gì đó chị ơi. Chip Nam, từ từ, chip Nam có luôn. Chip Nam xịn có đấy. Chip Nam xịn có, chip Nam đùi có đấy. Rồi nhá, em đây luôn chị, em mã này. Mã này chị em mình đây sang. Nên mua hai mã cũ đi, hai những cái ngực cũ đi, vì cái này thực sự là hàng này quá xịn. Hàng này là con hàng xịn nhá. Hàng này là hàng 189.000, hàng xúc quay cặn luôn đi em ơi. Nhưng mà nó sẽ có 3 màu và chị em mình không chọn màu. 34, 36, 38. 34, 36, 38 nhá. Đây chị em mình nhìn. Đây chị em mình search ra cái mã này, cái hàng hiệu này. Hàng này là hàng xúc nhá chị em mình, hàng giá của nó là 189 cả hàng con này. Còn bò đây nữa này. Con bò màu hồng nó không nhỏ. Con này hàng 189 cả hàng con, nó sẽ có màu đen, màu trắng và màu nâu. Cái này chị em không chọn màu vì nguyên còn lẻ tẻ sai. Và hàng này là hàng sale rồi. Được hàng sale rồi nhá chị em mình, mốt của nó vừa phải thôi. Tầm 3 phân, không dài. Không dài nhưng mà không phải hàng mốt mỏng nhá chị em mình, để ý. Cái nào mốt vừa, có gọng nha chị em mình ơi. Mốt vừa và có gọng. Nguyên sẽ có 34, 36, 38. Em đây luôn chị em mình con này luôn. 34, 36, 38. Hàng này hàng 79k đúng không? Con này hàng 79k. Em đi luôn chị em mình mã này. Với giá 65.000. Ok. Đủ màu đủ size cho ti ti. 65.000. Mua đi chị em mình ơi. Hàng khi mà chị em mình mua hàng hàng gọi là hàng hiệu ấy, hàng xịn á, mà với giá này giá hàng chợ rồi. 65.000 phải hàng chợ không? Chị em mình đi mua ra con, mua con đẹp đẹp cũng phải là 80.000 chưa? Được cái chị em mình nè. Chip nữ, chip nữ, chip nữ, chip nữ em đang hết. Chip nữ đang hết. Lên mã ngực kèm size cho em. Ngực kèm size, ngực kèm size. Nếu chị em mình mua hai con thì lên kèm số 2. Mà Nguyên nghĩ là có 3 màu chị em phát luôn 3 cái luôn. Phát luôn 3 cái chị em mình không chọn màu. Có cả màu đen nha quý vị. Màu đen thì nó kiểu tương tự này. Còn cả màu đen nhá. Không gọng thì chỉ có dòng hàng xu thôi. Nhưng mà em cũng hết rồi. Nha chị nào lấy cái này cứ lên luôn trường mã ngực. Kèm cho em cái sai. Kèm sai, kèm sai nhá. Thấy không? Thấy rõ chưa? Chị em mình đã thấy rõ chưa? Hàng này là toàn bộ là dòng hàng xúc hết. Thông gian hàng, dòng hàng xúc hết. Hàng toàn là hàng 189 là 190.000 cái rồi. Không có chợ 190.000 cái mất tiêu rồi. Bà ra còn nhá, bà ra em còn, bà ra tặng 39 xíu em lên. Nha, lên luôn dưỡng mã ngực. Ngực 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 mua mỗi màu con đi. Mỗi màu con, không chọn màu đâu chị Bình Trương, chị chọn màu em chút. Vì nhiều khi là chị lên cái này, size này em không còn size, lên màu trắng nhưng mà size 38 em không còn size thì làm sao? Nha, nên là chị em mình không chọn màu. Không chọn màu, chị nào chọn màu là không chốt. Ai mà kê màu là không ghi đơn, không máy đơn nghe ba. Ai mà chọn màu là Nguyên không chốt đơn. Lưu ý cái mã này, chọn màu Nguyên không chốt đơn. Vì là hàng còn lẻ tẻ sai. Mình cũng ôm được giá sale rồi. Mình mua được, Nguyên nói thật sự, vừa mua được giá sale và chen lên chị em mình rất là ít. Chen là vài nghìn đâu là chị em mình mua được giá rẻ. Chị bò hồng có mặt cười. Mà form nhỏ chị ơi. Ok, chị Nông Phương Lan là cái này. Bò hồng này chị Nông Phương Lan. Nông Phương Lan. Ok nha. Không chị ơi. Chị nào ok chốt. Còn chị nào chọn màu lên chọn màu. Bởi vì là không mặc được màu này, không mặc được màu kia, thì chị em mình không đặt mã này. Nha. Nha chị nào mà lọc màu lại là chị không được cái màu, mang màu này. Vì hai chị hai mang áo màu trắng, hoặc là chị em mang hai mang áo blue, chị không mang được màu đen, thì thôi không đặt mã này giùm em nha. Ok đã chốt nha chị em mình ơi. Vì nó thật sự con này nó quá rẻ luôn. Con này đi chị em mình quá rẻ luôn. Đi chị em 65.000 làm sao mua được con này. Làm sao mua được con này giá 65.000. Chị nào lấy lên nhanh tay luôn dùng Nguyên nhé. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Rồi có từng này con cho mình. Cái gì cũng theo hết. Chị em mình tranh thủ. Tranh thủ nhá. Ok chị em mình lấy ngực lên ngực đi. Riêng cái dòng hàng hàng mà hàng công ty nó theo hàng xuất khẩu ấy, mà mình mua được giá 6 mấy nghìn, rẻ đó chị em mình. À chị em mình đi ra ngồi mua con mà gọi là chắc ok xíu, mềm mềm xíu là rẻ nhất ấy, dòng hàng Quảng Châu đúng là 60-70 nghìn. Còn mà hàng xu ấy, còn mà hàng mà mềm xíu ấy, là toàn bộ rơi vào tầm khoảng 80 nghìn, tầm 120 nghìn. Đấy, con này là hàng xúc nhá. Ok, chị nào lấy ngực thì cứ lên ngực luôn cho em nhé. Lên ngực luôn cho em. Không còn nhiều đâu nên là chị em mình tranh thủ. Còn rất là ít thôi. Em qua nhé, em qua. Lên cho em mình mã sơ mi này. Sơ mi này có từng này cả. Dòng này hơi giống dòng cốt tông nhăn đó chị em mình ơi. 2, 4, 6, 8, 9 cái thôi. Con này có 9 cái thôi. Cảm ơn chị Thu Thí Lê nhé. Ok Hương Hương. Chị em cứ lên size cho em đi. Hay mang size gì lên size đó. Nhưng mà để ý luôn dùng Nguyên nè. Ưa áo khoác gì chị ơi? Ưa áo khoác gì xin sao khoác.
cái này chị em mình để ý luôn dùng nguyên này. Thì á là nhiều khi là chị em mình cái ôi chị đi 36 mà sao lại chị đặt 36 mà đang gửi là 34, vì cái này là thường 34B á, 34B là ngang 36 rồi chị em mình nhá, để ý luôn dùng nguyên nhá, 34B cũng là 36 rồi nha. Nên là nhiều khi là chị em mình đừng có nhận hàng kiểm tra hàng kêu là chị đặt 36 mà sao gửi 34 nha, để ý luôn dùng nguyên, nó khác cái quả to quả nhỏ thôi. Ok, hai cái hai màu. Ok, cảm ơn chị Trường Thịnh nhá. Rồi ok, chị nào lấy ngực nữa lên ngực luôn dùng nguyên nhá, tối siêu rẻ luôn nha. Ai chưa có ngực lên ngực luôn dùng nguyên. Rồi cặp này. À lên chân váy nè. Ok, em lên chân váy. Ok, em lên chân váy. Nhưng mà em nói như thế này. Giờ á hắn cũng tùm lum màu. À quên, tùm lum size. Nên á là chị em cứ lên đơn. Mai còn size em bóc thấy size thì thôi nhá. Mai còn size em bóc thấy size thì thôi nhá. Ok không chị em mình ơi. Nhà riêng cái chân váy này nè, chị em mình cứ lên đơn, mai còn size thì em bóc, mà hết size thì thôi nha. Ok, chị em mình lên đơn nhé. Có đơn thì mai em sẽ bỏ vô đơn, mà không à, có size thì em bỏ vô đơn, còn không có thì thôi, vì em còn rất là ít nha. Lưu ý luôn, dùng nguyên cái mã này em còn rất là ít. Nếu như còn size thì em bỏ vô đơn, còn hết size thôi nha. Cái này cũng sẽ có size là SMLXL, nhưng mà form nó to. XL chị em mình đến 62 cái vẫn mà ok còn này luôn nha, lên luôn dùng mã chân váy. Mà chị em mình để ý cái này là mì này, là về mì đây đỏ rồi, mì đây đỏ chắc con này thì khách nhà nguyên nhận về trả ai chê hết. Rồi hồi nãy em đi mấy tiệm ta, 65.000, hồi nãy em đi ngực là 65.000 rồi nhá. Chốt tiếp luôn dùng nguyên cái mã này, này comment lên luôn chung mã này là mã chân váy, chân váy nhá, size SML XL, nhưng mà đến 62 cái chị em vẫn mang ok con này nha. Lên mã này mã chân váy, cái nào mã chốt chân váy nha chị em mình. Nếu như không biết mình mang size gì thì chị em mình cứ lên cho nguyên cái số ký nha, không biết mang size gì thì cứ kèm số ký lên luôn dùng nguyên SML XL. Em đi luôn chị em mình con này luôn, XL 62 vô tư. Em đi chị em mình 89.000 con này, nhận hàng con này về dùng nguyên đi. Nguyên nói thật sự bao nhiêu đợt hàng, bao nhiêu đợt hàng không đủ trả cái mã này, này. Mấy ngày thôi, mấy ngày thôi, nhưng mà gọi là đấy, chân váy chắc đẹp. Cảm ơn chị Pha Lê, nó nặng chịch cái tay luôn ấy. Hàng này mà chị em mà đi vào số không phải hàng trăm mấy này thôi, thật sự luôn ấy. Cảm ơn chị Vlogy, không phải hàng trăm mấy nữa quay đầu. Khách nhà nguyên mà mua đồ ấy, nhiều khi là kêu là ôi thôi để lượng xuống phố. Thế nhiều chị cũng lượng xuống phố coi thì có cái gì lạ lạ đẹp đẹp không, nhưng mà thật sự không mua được luôn, thật sự không mua được luôn. Có những cái là gọi là chắc nó xấu hơn nhà nguyên nhiều luôn ấy, chắc xấu hơn nhà nguyên. Nhân nguyên bán rẻ mình tầm vài chục nghìn, nhưng mà phát tới trăm mấy nghìn, nhưng mà khách lại cực kỳ đông. Những chị mà đã mua hàng nhà nguyên nhiều khi là đi vô shop sẽ không mua được hàng đâu, vì cảm thấy rờ vô cái chi chắc nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà giá nó cao thôi chị em mình không mua. Đấy, khách lại quay về. Như những cái bộ bé không bán gì em mình đồng giá là 69.000 đúng không, nhưng mà chị em mình đi vào shop người ta bèo treo lên người ta bán gì em mình 150-160 một bộ đó. Như nhà nguyên thì thực sự là chạy thiên về chắc nhiều hơn là chạy về gọi là mẫu mã, thì nó không đa dạng nhiều đâu, mà chắc nó quá ok, nó chắc cực kỳ sướng nha, gọi là không chạy theo gọi kiểu hot trend ấy. Cái này em đi chị em mình lên mã chân váy, kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Em đi chị em mình 89.000, hàng này chị em mình vào shop cứ phải 150 thôi. Tin nguyên đi con này, đi tin nguyên con này nhá, lên mã chân váy nha. Này chị em biết cái gì cũng đẹp. Hôm bữa chị nào đã mang mua con len sơ mi phố sơ mi phát con này, mic cô rất là đẹp nha, toàn bộ ở trong có quần này chị em mình cứ yên tâm. Và hàng giãn, mì này là mì đai đỏ rồi, ở trong quần của nó là cũng là quần giãn nhé. Chị nào lấy mã này lên mã chân váy. Ok, Trần Đức áo ngực nha, lên mã chân váy. Nhưng mà nói nè, có size nguyên bóc mà hết size thôi nhé, có size thì nguyên bóc mà hết size thôi nha. Lưu ý luôn dùng nguyên, vẫn còn quá ít. Đây, chị nào chưa có mã này lên luôn dùng nguyên nhé, chưa có mã này lên em lên nhé. À không, em không có ôm, không có ôm nhé chị ơi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi, nha qua nhé. Con này giá này cũng là lên giá bán tặng. Mạng yếu quá chị ơi, không xem được rồi. Ôi, thế mạng nhà chị chứ khách nhà em vẫn chốt được, vẫn coi được và vẫn chốt được. Mà sao view lại tàn thế này ta, lại tàn thế này, làm sao lên hàng xíu. Trời ơi. Ok, chị Hà Nguyễn, trang váy Bảo Kiên Huỳnh. Không chị ơi, trang váy là giá 89k, Việt Nam em đã lên rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Lành nhé. Rồi ok, nguyên vẫn bên này, mạng nhà nguyên vẫn ok, khách nhà nguyên vẫn chốt được mà. Con này tiếp luôn dùng nguyên. Ôi trời ơi, ai dành có nhá. Cái này mang cái quần riêng mà không đẹp nữa thì thôi.
mang quần riêng không đẹp nó thôi. Form 60 và form của nó là con áo của nó là dạng lửng lửng. Form 60 nha chị em, mà nó form này là form lửng lửng, chị em mình mix với quần lưng cao cực đẹp. Lên mã này là mã tặng sơ mi luôn, dùng nguyên nhá chị em mình nhé. Tặng sơ mi. Đây chính những con này giờ thời điểm này chị em đi vào số là phải tiền trăm. Từ từ. Trăng váy chiều nguyên ma. Trăng váy tặng em hết rồi. Trăng váy tặng em hết rồi. Con này chị em mình dưới 60 là chị em mình cho ok. Em đi nhanh con này nhé. Đúng một cọc hàng này thôi nha. Bán tặng luôn chị em mình con này. Thời điểm này mà chị em mình đi vào shop không phải hàng này, chị em mình đi mua tiền trăm lại quay đào cho bà sao miếng cả nha. Bán tặng. Nói to lên không nghe rõ. Tăng volume lên xíu đi chị ơi. To hết cỡ rồi đó chị ơi. Mấy trong này quần viên đen hay là quần chi? Xíu ra bán tặng. Em bán tặng chị em mình con này luôn. Mỗi màu còn cái thôi. Trong váy xe chị Trần Thanh Lam. Vải đẹp nha chị em mình. Hơi hơi giống dòng có tông nhang ấy. Đẹp lắm. 60 đổ về là chị em mình cho ok. Dưới 60 nha, mà để chị em mình mang thủng 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 tầm 55, 57 triệu đổ về chị em mình cho ok. Nha em đây luôn chị em mình con này. Mã này mã tặng 55 nghìn. Tặng 55 nghìn. Nguyên bán là tiền chục nhỏ nhỏ thôi. Này mua con này chị em mình tiết kiệm được 100 nghìn. Bao luôn chị em mà tiết kiệm được 100 nghìn nha. Chị em mình muốn mang mà thủng 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 là tầm khoảng 55, 57. Em đây luôn chị em mình là 55 nghìn nha. Áo ngực kỳ Trần Đức có rồi. Lên luôn những này, thứ con này chốt hẳn trên like luôn. Cái này ai đọc tên là có nha, ai đọc tên là có. Em đi luôn chị em mình con này tặng 55 nghìn. Trang váy cho An Nguyễn, size 55kg. Sơ mi xanh chị Thanh Hồng con. Đúng hai con hồng nha, lên mã này là mã xanh 55 nghìn. Làm sao mua được con này chị em mình nữa. Bỏ ra 55 nghìn mua được con này thì chỉ vô nhà Nguyên thôi. Chị Ngọc Lan Trần. Ok, thấy xanh. Thứ còn thôi, lên chung mã Nu. Nu nhá. Nu 55. Nu 55, chia sẻ bàn tay đi chị em mình. Ôi chị Ngọc Lan Tranh chưa chia sẻ. Chia sẻ chứ. Chị em mình mấy, ví dụ chị em mình không thích rút thì chị em mình bỏ ra cũng được nhá. Tanh em hết. Lên mảnh Nu dùng nguyên nhá. Chút lên Nu dùng nguyên 55.000 Nu luôn. Nu cho Khánh Uyên con. Có hai con còn Nu thôi. Chị nào lấy Nu lên Nu nhá. Để mà gọi là mang thùng thùng thì chị em mình tầm khoảng 55-57. Rồi chị em 60 cái chị em vẫn mang được nhá. Cho chị Phượng Lê nè. Phượng Lê nào. Phượng Lê không hình đợi gì. Chị ơi chưa công khai, nó miệng logo người chia sẻ đâu. Vàng. Bấm đi, chỉnh chế độ lại đi. Chia sẻ như thế này không ít gì hết á, người ta không có thấy được. Nhà rồi lên chung bằng vàng, vàng có 3 con thôi. Vàng có 3 con, đẹp lắm chị em ơi. Kiểu gì là shop năng bán vậy em mình được 150.000 con. Thật sự luôn. Chứ chị Hà Kiều con vàng có 3 con màu vàng thôi. 3 con màu vàng. Còn nó hơi hơi lửng lửng xíu. Chị em mình mix với quần lưng cao lên rất là đẹp luôn. Rút lại nè. Lên mã vàng 55k vàng. Còn màu đi chị Lê Võ. Vàng cho cô Đặng Lệ. Trời ok còn một con vàng. Còn một con vàng giá 55. Vàng cho Nhi Bảo. Trời ơi. Rẻ hết sức rẻ luôn chị em mình ơi. Cho Nhi Bảo con vàng. Trời ok còn màu trắng. 3 con màu trắng nữa là hết. Hết vàng nhé. Còn 3 con màu trắng nữa là hết. Đúng 3 em màu trắng nữa là hết nha. Chị nào lấy trắng lên trắng luôn dùng nguyên vậy mà thôi. Lên trắng luôn dùng nguyên. Hết vàng nha chị Thúng ơi. Vậy chị chạm quá. Còn người ta lên hết rồi. Ngọc Lan Trần hình như có rồi không? Ngọc Lan Trần có một cái rồi không? Trắng cho Khánh Uyên. Khánh Uyên hết vàng rồi Diễm Kiều ơi. Hết Nu luôn rồi. Trắng chị Ngọc ơi chia sẻ cho em đã. Trắng chị Thúng Nguyễn nè. Thúng Nguyễn nè rồi còn con trắng. Cho chị Hà Kiều. Ôi chia sẻ. Hết hồng luôn rồi. Hết hồng luôn. Em coi cái cọc quần riêng nè. Cọc quần riêng vậy em cũng bán tặng cho chị em luôn. Sao biết là quần riêng dùng. Em phải bỏ riêng đây nè. Màu đen. Nha. Màu đen. Có rồi nha. Rồi. Lại sang hàng sale. Ok. Lại sang hàng sale. Nhưng mà ai không chia sẻ bỏ qua nhé. Mới là tối nay là siêu rẻ luôn chị em. 27, 28 và 29. Ờ không, mã này khác. Mã này khác rồi. Em nói thật sự lăn xăn gì cái tiền ship. Vì bình thường mua nhà Nguyên một mã chị em mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi. Con này 135 nhé. Em bán tặng nha, chị nào chia sẻ size 28, 27, 28 và 29. Sơ mi trắng em hết rồi.
27, 28, 29. Nói chung là tối nay em bóc trúng cái gì là em sale dạy mình cái đó. Bóc trúng nhưng mà tối nay thôi nha. Bóc trúng cái gì là em sale cái đấy. Dạy mình cố gắng chia sẻ luôn dùng nguyên hàng giảng lưng cao. Xước nhà. Xước nhà và hàng này đang sale 135 được rồi là bao giá thị trường rồi. Cũng bao luôn dạy mình là giá quá rẻ rồi. Cái này em đi dạy mình luôn. Ngày nay bán tặng nhé. Coi như chị em mình đừng có lăn xăng tiền ship một cái cũng cho đi đơn luôn. Vì sao? Một cái này không dư tiền ship rồi. Em sale này dư giá tiền ship rồi. Nha, rồi lên luôn dưỡng này. Ring la bao đẹp. Sơ mi caro 49k. Đúng rồi. 49k. Trời ơi. Mấy con chị em mình không tưởng cái giá luôn. Con này em đi luôn chị em mình luôn. Từ từ nhé. 135.000 đúng không? Em đi luôn chị em mình con này má giá 120.000. Được chưa? Như thế này đủ free ship chưa? Nè, đừng có lăng tăng tiền ship tối ngày hôm nay nha. Đúng rồi. Đừng có lăng xăng free ship. Bởi nhiều chị kêu là ui, chị mua nhiều như thế cho cô nào 29 29 con. Chị kêu là ui, chị chẳng lẽ mua nhiều như thế mà sao không free ship? 29k. Nhưng mà nói thật sự. Size 29. 120k. Nhưng mà không thể free ship được bởi vì sao? Một mã lời vài nghìn. Free ship nữa là hết công lai rồi. 27 cho nhỏ ơi. 27 cho nhỏ ơi, chốt cho ai chia sẻ thôi. 28. 28 cho Nhi Bảo. Trời ơi, 28 cho Nhi Bảo còn con 28 thì Khánh Uy. 28 thì Khánh Uy. Nên là nhiều chị bảo là em ơi có thằng con thôi đừng ship. Thôi, đừng có cù. Hứng lên như thế này thôi, cảm ơn chị Mai Xuân nhé. Hứng lên như thế này thôi, bán cho vui thôi. Rồi con này có hai cái ống quần nó như thế này nè chị em mình nè, ống quần nó như thế này nè, còn con này lưng cao, làm sao con này hai cái size 7, hai cái size 7 này chị em mình nhìn. Như thế này mà còn không chia sẻ đây thôi luôn, 120.000 luôn, size 27 có hai con đen trơn rất là dễ mang, size 7 chị em tầm rơi vào tầm khoảng 50-52 là chị em cho ok, 60 không có, hai con này size 27 120.000 nha. Riêng mua like tối hôm nay đừng có kêu free ship nữa nhé. Cho chị Lê Diễm Lệ. Đừng có kêu em free ship nữa nha. 125 à. Tôi hôm bữa chờ mãi chút được đến hồi chút đơn thì báo không có. Ủa? 120. 120. Cho Khánh Uyên con nữa là hết. Khánh Uyên con nữa là hết. Nha. Bóc cái gì xem cái đó. Nên là chị em mình đừng có lăn tăn. Đừng có lăn tăn cái gì hết. Và đừng có ngày mai chút đơn, đừng có kêu em ơi nhiều free ship. Muốn nói thật sự, khách nhà Nguyên mua tiền triệu cũng không có free ship. Thậm chí là ngày nào cũng có đơn cũng free ship. Bởi vì một mã lãi được vài nghìn. Thế xong free ship thì em nói là không công. Rồi tiếp. Từ từ. Con áo rồi nè. Đây. Nguyên đang mang có 3 con màu xanh nữa nè. Rất tốt, từ. Có 3 con, 4 con màu xanh nữa nè. 75.000. Có 4 con màu xanh. Nha, chị nào lấy cái mã này lên luôn dùng nguyên. Lên mã xanh. Xanh 27 em hết rồi. Có 4 em màu xanh. Lên mã bò xanh y kiểu phong đang mang đẹp lắm chị em mình. Con này phong 60 mang ok luôn. Có 4 con bò xanh đi chị em mình 75.000. Thực sự đi nhập không thể nào ra được cái hàng 7 này chị em mình. Không thể nào đi nhập cái mã mũ có tông tàu. Chị em mình thấy cái hàng bé không đã là 89.000 rồi. Y như thế này mà hàng bé đã sale 89.000 rồi. Đem hết rồi, lên mã bò xanh. Sơ mi lúc nãy không còn đâu. Không còn đâu. Nha, xanh cho chị Mỹ Thục Nguyễn chia sẻ lên luôn giùm em đó. Có 4 con thôi, 75.000 nha. Lên mã bò 75.000, có 3 có 4 con, chị nào lấy bò 75 lên bò 75 luôn giùm Nguyễn nhá. Chắc con này là chắc cốt tông tàu chéo nhá. Cốt tông tàu chéo vàng em hết rồi. Vàng em hết rồi nhá. Rồi lên bò luôn giùm Nguyễn đi. Bò còn bò xanh đấy. Còn mỗi em bò xanh đó thôi. Hết bò rồi. Cái này bán tặng luôn. À xíu nữa có một cái phone quần baggy. Không có màu trắng, phone quần baggy. Quần riêng baggy. Em bán tặng luôn cho em mình luôn. Chia sẻ đi. Phone quần baggy, quần giãn hoàng baggy. Được rồi nha. Ok. Cái này em đi luôn cho em mình. Con này dòng của nó là chắc size 28. Chặt bò giấy. Em mang luôn cho em mình nhìn phone. Con này size 28. Nha. Em đi luôn cho em mình con này. Cái ngày hôm nay chị em mình không kiên động nha. Bán này bán tặng cho vui thôi. Size 8 cho chị em mình tầm khoảng 50-52 đổ về chị em cho ok. Form này chị em mình. Tại vì Nguyên mang hai quần. Này, đẹp chưa? Em đi luôn chị em mình con này luôn. 69.000. Thật sự không thể nào ra được cái giá này. Cái này chị em mix giày thể thao lên đẹp đứng sai chị em mình những form quần. Nha, tặng 69.000, size 8. Nhưng mà chị em tầm khoảng 50-52 đổ về là chị em mình cho ok. Nha, từ từ.
Chị ơi, chị đang hỏi cái nào? Lên rõ mã cho em nha. Lên luôn chung mã này 69.000 size 28. Chung mã 28 là ok. 28 là ok. 28 69.000 làm sao mua được cái này chị em mà nói. Chị Lê Diễm Lệ có hai con. Lê Diễm Lệ này. Khánh Uyên này. Rồi ok, còn con này size 52. Lên mã 29. Size 52 thôi, chốt từng nữa nhé. Lên mã 29. Đây đây con đang mang. Này. Form chị em mình thấy chưa? Làm sao ra được cái giá 69.000 mà chị em mình không chia sẻ. Rồi nha, lên mã 29 là 52 đổ về. 29 là 52 đổ về. 69.000 lót luôn. 29 52 đổ về nha. Chốt cho ai chia sẻ thôi sẽ nghe. Ai chia sẻ chốt, ai không chia sẻ bỏ qua nhé. Con này size 26 nhưng chị em tầm 48 đổ về thôi. Tầm 48 đổ về thôi. 69.000 nó không bằng con áo phong nhà ở ngoài thị trường người ta bán chị em mình thôi. Lên luôn dùng nguyên con này. Size 26, chị em mình tầm 48 đổ về thôi. 29 đào. Ờ, 29 cho hoa đào. Hoa đào. Hoa đào. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này. Ok. 26. 26 chậm nhá. Chậm quá chị ơi, chậm quá. Ơ, trả con này. Bạn. Trả con này. Trả con này cho ai này? Trả con này cho Khánh Uyên đúng không? Rồi ok, con sẽ lên chị em mình mã này cho nó đẹp. Mã này cho nó xịn. Nhưng mà lên bán tặng luôn. Không vừa đâu chị ơi. 26 chốt luôn rồi đúng không? 26 chốt luôn rồi. Em lên luôn cho em mình con quần này cho nó sướng. Nhưng mà không có quá ít. Nên là Nguyên sẽ ưu tiên chốt cho chị nào chia sẻ nha. Có quá ít con này luôn. Nhá, chia sẻ đi chị em mình ơi. Chia sẻ đi. Chia sẻ đi, đảm bảo là chị em mình không bao giờ thiệt thòi hết. Đấy. Chị em mình đã có like tối nay thì tranh thủ có đơn kinh like tối, tranh thủ chút thêm cái hai cái để ngày mang đi đơn. Thì tối ngày nay nó rất là rã rồi. Nên là đừng có kêu là chờ gom cho đỡ tốn tiền ship nhá. Đấy, để em chốt đơn. Ngày mai là chắc em không like. Để em chốt đơn nha. Đấy, đơn gộp lúc trưa rồi lúc tối nè. Lưu ý luôn chủ Nguyên nha. Rồi tiếp luôn dùng cái con này. 26 mã nào chị ơi? 26 mã nào? Cái nào nó nhập giá mấy? Quên mất tiêu. Quên mất tiêu con này là nhập giá bao nhiêu chị em mình ơi. Bán đại nhá. Em bán đại em sale đại nhá. Em bán đại em sale đại nha. Tiền không ra là nhập bao nhiêu tiền luôn. Quần này là dạng form baggy. Chị em mình hỏi cái form baggy này nhiều lắm này. Rất là nhiều chị hỏi form baggy này. Nhưng mà hôm nay em sale. Một khi không lên form baggy nhưng mà hôm nay em lên baggy em sẽ sale. Lưu ý nhiều nguyên nha. SML 3 size. Tối nay ai không xem like hơi bị tiếc. Tối nay ai không xem like hơi bị tiếc. Form này là form baggy như chị em mình ơi. Đẹp. Mềm giãn. Đây chị nào chờ form baggy mà bỏ qua cái like này hơi bị tiếc nhá. Đây xỏ vô form baggy, xỏ cho em mình xem à, trong con quần này. Chờ em tiếc nhá. Em xỏ vô cho chị em mình xem luôn cái form baggy nha. Hàng giãn nhiều, nó giống như là hơi giống quần boy ấy. Form nó là form lỡ, form dạng form chính tắc ấy nha. Lưu ý luôn dùng cái này dạng chính tắc. Đây này, như thế này này. Rất là nhiều chị chờ mã này đúng không? Chính tắc SML nhá. Cái nào mang size S là thông thả luôn. SML đây phone quần này chị em mình. SML 3 size cho chị em mình đến 60 chị em mình mau ok. Con này rất là dễ mang. Chị em mình mang với giày thể thao này, cực đẹp. Em đi luôn chị em mình con này luôn. Người 100 cái này là ngang giá của kia 135.000 đúng không? Em cũng đi chị em mình 120.000. 120 nha chị em mình ơi. Đi nói luôn chị em mình 120.000 nên là chị em mình tranh thủ. Nguyên sẽ đọc cho từng mã nhé. 120.000. Nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Mã này lên mã 35 dùng nguyên đi. 35 và giá là 120.000. Nha chị nào lấy mã 35. 35 kèm size. SM cho chị Ngọc Lan Trần. SM cho Ngọc Lan Trần còn size L, size 60. Size L cho chị Mỹ Anh Hùng. Không mua cái like tối này biết. Nè, lê riêng cái like tối này là ngày mai đừng có bảo là em ơi để cho chị gom cái nữa để đỡ tốn tiền ship nha. Mua hai cái chị em mình dư tiền ship rồi. Đứng xa nữa là nãy kéo cái quần hay rồi. Còn size L này hết rồi. Size L chị Mỹ Hạnh Hồ. Mỹ Hạnh Hồ. Phone này nó là phone bét ghi á. Phone này nhiều chị hỏi lắm bữa giờ luôn ấy. Nhưng mà tự nhiên hôm nay sale.
tự nhiên hôm nay nó vui nó siêu. Lên mã 36. Lên mã 36, tối nay lại không. Ôi cái này là cái này không đủ ri. Hồi nãy mã này là mã mấy chứ ba? Mã này lật cái mã nó mấy? 35 vâng. 135 đuôi à. Mã 135 mà thấy coi, hồi nãy chị nào mã 135 chưa có nè. Ok mã 135 đúng không? Để em coi nè. Để em coi nè. Xé chị Kim Huệ nè. Ad Kim Huệ nè. Ai chia sẻ thôi nha. L cho chị Hoa Đào nè. L Hoa Đào nè. 120 nghe ba. Hoa Đào nè. Còn size M, còn size M, còn size M. Ngọc Lan Trần có rồi, size M, size M, Quỳnh Như Trần không chia sẻ. Size M, size M, Hiền Ngọc không chia sẻ luôn. Ôi trời ơi. Size M nha, size M, size M, có ai size M không? 55kg á chị em ơi. Ôi, không có ai size M rồi. Có ai size M á? Không có size L. Con này 55kg. Ôi trời ơi. Không chị ơi, làm sao mua được giá 120.000 ra, quay đầu lại dùng em nha. Tự tin luôn cho trẻ mình luôn con này. Size này 55, chị nào gọn lên 57. Form này là form bét ghi á, form chính tắc á chị em mình hả. Làm sao mua được cái giá này. Size M nha, hết size S. Mã 35 này còn cái size M, chị nào lấy size M, lấy size M đi. 35M. Không có nhiều nha, cái này về đóng hết. 52kg thì con này hơi rộng xíu. Chị ok, chốt mang form thùng thùng. 35 còn cái size S nè. 35 còn các CS này nè. 35 này còn các CS, CS kéo từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới. Thấy Úc Nhung kìa. Ai? Thấy Úc Nhung. Đấy, chút cái ai đó. Chị Quỳnh Như Trần không chia sẻ. Em bán 120.000, nó thật sự khách hốt hết mà không chốt ấy. Không chia sẻ hốt hết cái này em không chốt ấy. Em nói thiệt luôn ấy. 53kg vừa. 53kg được. Được, được. Trời ơi. Trời ơi. Size L rồi, form này chị em lấy 60. Lên mã rách 60. Rách form này form 60, rách L chứ, rách L. 120 nhá. Chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè. Form cho để coi nè. Rách L 120, chị nào lấy rách L 120 lên rách L 120 nhá. Rách L 120. Nhà tối nay chị tới luôn. Rách L 120. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Rách L 120, rách M đó. Rách M và rách L 120.000. Lên à, chia sẻ cho em đã. Cho chị Ti Ti. Ôi trời ơi. 120.000, ngày hôm nay đừng có keo nha. Em nói thật sự luôn. Cái này là format ghi. Không. Con này size L luôn. Lên mã L sang mã 25 đi. Form này 60 vô tư toàn bộ format ghi nha chị em mình ơi. Nha, cái này cho Ti Ti rồi. Lên mã này. Chốt mã này là mã quần lỡ nha, ở quần SG nha, đừng có về kêu là em ơi sao cái quần nó ngắn. Đi là hai cái luôn à. Mã 25 size L. Nha. Nhận hàng về đừng có kêu form này là form SG mà đừng có bảo là size L cái này, chịu cho chị Diễm Kiều cái này nhá. Đừng có kêu là em ơi sao mà con này nó ngắn, tùy em đang đi chị em mình là form SG đó. Form SG. Rồi, từng này con nữa thôi, ai nhanh đó. Đây. Đây chị em mình. Từng này con. Cái này là về đóng sỉ hết. Con đúng từng này con nên ai nhanh tay có em bán tặng luôn. Có màu đen. Có màu đen đâu. Thứ còn có hàng ri chứ mấy. Lên mã 44 kèm size. Lên mã 44 kèm size. Chị nào lấy mã này lên mã 44 kèm size. Dán boy và form này là form baggy nha. Ừ Thái Nguyễn Hữu lên xa. Mạng bên Nguyên bị gì vậy? Ơ khách nhà em vẫn chốt được mà. Lên mã 44. 25 xe hết rồi. Lên mã 44 120. Tối ngày hôm nay thôi. Lên mã 44 dùng nguyên nhá. Sao lại đi ngủ. Này không rách nè. Ai ưa không rách thì lên cái này. Lên mã 44 kèm size. 44 kèm size. Size người ta chốt rồi. Khánh Ly. Khánh Ly sao không chốt được con nào chị? Mạng chậm hay là như thế nào? Này chị em mình nhìn nè. Nó mềm cực mềm và giãn cực giãn. Lên mã size S cho chị Liên Lê. Chia sẻ thôi nha. Ai chia sẻ em chốt. Cho Liên Lê. Size M cho Trần Đức. M Trần Đức rồi còn cái size L. Không đủ ri. Không đủ ri chốt không? Ri thì chị phải lên nhanh thôi. Size L, Phương Lê không chia sẻ. Size L chị Hương Hương là hết. Len ri á, bóc cho chị Nguyên Ri nè. Bóc chị Nguyên Ri cái mã 36 hồi nãy có lên nè. Được chưa? Ok, chốt. Chứ mà lên sao mà lên yeah. Lên Nguyên Ri không có. Hương Hương ba, Hương Hương. Ừ.
À đây đây đây. Mà 44 còn ri này. 44 còn ri cho TT. Chưa bị chào nha, bị chào sao. 44 còn ri cho TT này. Bỏ cho TT ri. Hết mã 44 rồi. Hết 44 rồi đó. Lấy mã này lại mã 35 nè. 44 hết rồi. 44 là không bách. Lên mã này là mã 35. Hello Nhung Hà Hà. Lên lại mã này mã 35 kèm sai. Nhung Hà nhận lương chưa? Giờ là cái nào cũng có rách hết đó. Cái nào cũng có rách nhẹ hết đấy. Không còn cái nào không rách. Lên mã này mã 35 giúp Nguyên. 35 nhá. 35 hồi nãy có lên rồi. 35 lấy xe, chị Vy Châu xe mượn đi. Xe mượn chị Vy Châu. Vy Châu. Ồ, gần như tràn sao rồi. Quỳnh Như Trần đây còn cái 35. 35. Để con xây lời từ từ. Quỳnh Như Trần đây cái xây mờ nên. Ok Quỳnh Như Trần 120 thì dễ mà sao không múa. Vì sao mà không săn được con này tiếp. À, Quỳnh Như Trần CS này. Có quần riêng xung không chị ạ? CS cho chị à. Liên Lê. Chị Thí Lê thông tin cho em. Thí Lê CS. Hết CM, hết CM. Còn CL Hương Hương đã có rồi. Mã 35 này còn hai cái CL. Tới 60 đổ về là chị em một chút đẹp. Nha, mã 35. Thí Lê nó có đơn. Ok. 35 này đang còn hai cái CL. Nha, chị nào lấy 35L lên 35L giùm Nguyên. Rẻ quá chị em 120. Kim truyền. Kim truyền thế còn con. Thật sự luôn ấy, chị em mình mua bằng con ốc phong ở ngoài người ta bán thường thường thôi. Mà mua được con quần ring giãn mềm có mét ghi hết hết. Còn cái size L sao chị em để xong không? Rồi ok, hai ring cuối cùng. Hai ring cuối cùng. Không có ring nam chị ơi. Không có ring nam nhé. L cho Thanh Lan. Thanh Lan ok. Rồi lên mã này mã 36. 36 cũng hai ring thôi. Là mỗi size được hai cái hết. 36 được hai ring. Răng cười cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà sao mà cười nhẹ nhẹ vậy? Mã 36. Xinh đẹp. Mua đi, không có nữa đâu. Không có nữa đâu, hàng này về đóng xỉ hết rồi. 36 à? Mã 36 xe 10 cho tiếp trần. 36 10 cho tiếp trần. 36, 35, 36 thì cũng đang nói. Kim truyền có rồi chợ, lên mã 36 kèm sai. Thấy chị Nguyễn Hoàng Anh. 36 10 cho chị Bảo Kim Huỳnh. 36 10 cho Bảo Kim Huỳnh. Hết 36 10. 36 10 Bảo Kim Huỳnh. 36 nha, đồ nam không có chị ơi. Không có. 36 CL cho Nguyễn Hữu Linh Sa. L Nguyễn Hữu Linh Sa. Chị ơi, chị Hoa Thảo không chia sẻ. Thu Nhi Nguyễn cũng không chia sẻ. Từ từ, chốt mãi không được à. Nguyễn Hoàng Anh có thấy chốt cái gì đâu. 36M. Như Vũ Nguyễn không chia sẻ. 36M hết rồi. 36M hết rồi nhá. Còn 36S và L thôi. L cho chị Thanh La. L Thanh La. S cho Nguyễn Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh. Không có X L. Nguyễn Hoàng Anh. Ok, còn con cái S cuối cùng. Không thấy gì. Hết 36 size L rồi. Còn con 36 này size S. Chị Hoa Thảo cái nữa. Hoa Thảo cái nữa là hết nhé chị em mình ơi. Hết nhé. Mã này là mã gì đây? Nãy giờ là lên lùng 120 rồi đúng không? Để đổi mã đi. Để cho em ít áo. Giờ mới hiện lên logo người chia sẻ. Mới nói mà chị nào không chia sẻ là mắc lượt. Ai mà không chia sẻ là mắc lượt nha. Rồi tiếp luôn. Tiếp luôn cái này có thằng con. Sai gì đây. Con này bán tặng đi. Con này cái riêng cái này nó bị. Cái xích này nó hơi bị ái xíu này. Thì vậy mình về mở hẳn ra cái xích này ra cũng được. Em bán tặng con này luôn. Sai gì đây. Sai 6. Ai đang mang con màu xanh. Sai 26 nha. Cái này chị em tầm dưới 50 là chị em mình chốt. Cái này chị em mình có thể gỡ hẳn cái này ra luôn cũng được nhá. Em đây luôn chị em mình con này giá tặng 90k luôn. Toàn bộ là hàng mềm và hàng giãn nhiều. Cái này siêu mềm luôn nha. Lên mã này là mã tặng 90. Tặng 90 vẫn là hàng 1-3 năm của nhà Nguyên ấy. Lên mã tặng 90. Chị nào lấy mã tặng 90 lên mã tặng 90 luôn dùng Nguyên nhá. Chúc cho ai chia sẻ thôi nhá. Chị nào không chia sẻ bỏ qua. Được. Đang 26 cho chị Phạm Ngọc Lan. 90 à? 90k. Lên mã trơn con này đi chị em mình 20 luôn. Trơn size 29. Trơn 29 nhưng mà con này chị em tầm 55 đổ về thôi. Tầm 55. 55 đổ về thôi. Lên mã trơn. Trơn 120. Những con trơn rất là dễ mang nha. Lên mã trơn.
trơn nhá, trơn 120. Lên mã trơn 120, chị nào lấy trơn 120 lên trơn 120 luôn dùng nguyên nhá. Trơn 120. Trơn 90 em hết rồi. Trơn 120 là size 55. Size 55 cho TT. Cho TT. Màu trơn đó, con này 27 luôn. 27. Con này size 27 chứ chị em mình tầm khoảng 50 đổ về. Lên mã trơn 27. Nha, chốt lên mã trơn 27, chị nào lấy trơn 27. Comment lên trơn 27 giúp nguyên nha chị em mình ơi. Trơn 27. Ai lấy trơn 27 lên trơn 27 dùng 27 nha. Còn trơn 27 nha. À, về đây phone cà rốt top, chị nào nãy kêu cà rốt top 27 cho Phương Thảo Nguyễn. Chị nào kêu cà rốt top vô đây luôn. À đây đây đây, còn cái này. Từ từ em còn sót tầm chục con này. Bán tặng cho chị em mình cho nó gọn. Mà nhận hàng con này nó về nó không đã quay đầu. Hàng này hot girl nó đang chạy với em 180.000. Hàng này hot girl nó đang chạy với em 180.000. Đây mã này mã tặng Nhung. Hugger đang chạy 180.000 nhé. Sai trẻ mình đến 60. Tặng Nhung. Hàng tàu này trẻ mình nó còn tầm chục con. 60 quay đầu là trẻ mình chứ ok. Đúng chuẩn là miệng như Nhung luôn. Nhận hàng chỉ cần trẻ mình sờ vô chắc thôi. Mà không đã quay đầu. Thế chốt luôn rồi, bán ba hết rồi đúng không? Hết rồi. Chuẩn là hàng miệng như Nhung trẻ mình. Nhìn cái chắc dùng nguyên này. Hắn đã lắm, trẻ mình nó đi sờ vô mới sướng thôi. Sờ vô nó mới cảm thấy nó sướng thôi. Lên mã tặng quần Nhung nha, đã lắm. Hàng này hàng 180.000. Em đang đi là 125.000. Em đang bán 125.000, em không nói điêu nha. Bán tặng luôn cho dạ mình luôn. Size 60 đổ về cho em chút. Chút ok con này. Lên mã tặng quần Nhung hoặc là mã tặng xịn luôn dùng nguyên nhé. Em đi luôn cho dạ mình con này giá 95.000. 95.000 quần này đảm bảo không đi nhập ra được nha. Nhập được ra khỏi bán hàng nữa luôn ấy. Tặng 95k còn tầm chục con nữa thôi là hết. Hàng này dòng hàng xịn như vậy mà nó sờ vô nó đã lắm luôn ấy. Nó mắc, nó đã cái tay lắm. Nói chung là nó rất là sướng nha. Tặng Nhung 95.000 nó. Tặng Nhung cho chị Hà Nguyễn xây 60 đổ về cho em chứ ok. Nhận con hàng này về không xịn như Nguyên nói. Quay đầu luôn, không cần mua hàng của nhà Nguyên nữa luôn. Tự tin luôn, hàng này chị em mình nè. Hàng này tặng 95 luôn. Giá này chuẩn là giá hàng. Giá bán tặng. Ok, TT 3 con 95.000 nha, không bo chữa, không có bo, không có bo, 95.000. Em còn 6 con nữa là hết đấy. 6 con nữa là hết, chị nào chưa có thì lên. Còn 6 con nữa thôi, không có bo, sung nhá. À, Nhung cho chị Phượng Lê không hình đại diện. Phượng Lê không hình đại diện. Còn 6 con, à còn 5 con nữa là hết nè. Được chưa? Cho chị Hương Trần. Hương Trần. Huyền Nguyễn. Hương Trần này, Huyền Nguyễn này. Phát luôn hai con, em nói thiệt luôn, nhận hàng về ơi trời ơi sao mà con quần nó đã như thế này. Mà hồi nãy em lên rồi. Cho Nguyễn Hiền, Nguyễn Hiền không chia sẻ, chia sẻ lên luôn giùm em đã chị ơi. Chia sẻ lên luôn giùm em đã. Nguyễn Hiền nào đó? Nguyễn Hiền ơi là Nguyễn Hiền quen đó. Nguyễn Hiền vàng. Biết chia sẻ rồi mà không chia sẻ này. Hoa Đào này, Lê Diễm Lệ này. Rồi ok, hết Nhung luôn. Đây chị nào hồi nãy hỏi cà rốt top bay vô luôn. Hỏi cà rốt top là bay vô luôn. Nãy này nắng top quá. Coi là thun thái. Coi là thun thái nha. Cọc này Nhung hết luôn rồi đó chị ơi. Hết Nhung luôn rồi. Em còn từng nói em lên luôn cho nó gọn. Bán tặng hết đi. Cái này ai nhanh có rồi. Thun thái. À phone này phone to rồi, không phải cà rốt tốt rồi. Đẹp, rẻ. Con này đi cho em 45.000. Riêng tối nay thôi nhé. Phá lệ tối nay thôi chị em mình nhé. 45.000 lên mã gấu. Gấu 45 nhé chị em mình ơi. Size này chị em mình để 60 vô tư. Gấu 45. Ai nào ăn còn cái màu xanh. Ý này màu xanh nha. Còn màu xanh. Hồi nãy em đi chị em mình 75.000. 75. Rồi nhá, lên luôn dưỡng mã này. Gấu 45.000 cho TT. Gấu cho TT. Rồi ba con này cũng đi chị em mình 45k. Mới vô giờ chia sẻ liền luôn đi. Giờ chia sẻ liền luôn đi. Có gấu trắng để hát rồi trời ơi. Ôi con này cọc, này cọc phun to nữa chứ. Cọc này phun to rồi. Phun to rồi, đây chị em mình nhìn nè. Nó rách kiểu như thế này, đừng các em ơi nhận hàng thì nó bị lỗi nhé. Để cái gì á chị Nga Trần ơi, để cái gì phải lên rõ cho em. Lên mã này là mã xanh.
nha. Xanh, 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 xanh có ba con màu xanh. Hai con xanh cho Titi. Hai xanh cho Titi, còn con xanh. Còn con xanh. Phát đi, phát ngay và luôn đi. 45.000 mà không phát nữa hơi bị tiếc nha. Rồi. Lên mã này. Chốt lên luôn dùng nguyên cái này nhé. Chốt lên luôn dùng là xanh cho chị Hà Kiều nó là hết. Được cọc này, cọc này, cọc toàn con to đấy. Rồi lên mã Mickey. Con Mickey nào, Mickey nổi cộm lên luôn. Nha, yên tâm là tối nay em đứng em bóc đúng cái gì là em sale cái đó, bóc cái gì là em sale cái đó. Thun nam à, thun nam không? Áo em mặc à, màu xanh nha, còn màu vàng có người chốt rồi. Cho chị Nga Trần màu xanh đi. Nga Trần màu xanh. Chị đó. Mickey cho chị Ly vỏ. Rồi đây. Bao đấu. Ok nè. Cho chị Ly vỏ nè. Còn riêng còn đây em bóc Ly vỏ, Khánh Yên và Titi. Ok nhé ba. Ôi có hai con thôi. Ly vỏ với Khánh Yên thôi, Titi có, còn Mickey đây. Phụ lai này dỗn quá. Ly vỏ à. Ok Ly vỏ nè. 45k luôn. Còn Mickey đen. Mickey đen, Mickey đen nhá. Mickey đen, Mickey đen, Mickey đen. Chị Hạnh Bùi ơi chia sẻ cho em. Giá này mà chị em mình lại không chia sẻ cho Nguyên. Nha, chia sẻ đi chị em mình ơi. Chia sẻ đi. Rồi nhá. Đen, 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 đen chốt cái chị nào chia sẻ đi. Đen nhá, đen cho Khánh Uyên luôn. Đen Khánh Uyên luôn. 45.000 thì làm sao ra được. Hả? Ok nè, cho Khánh Uyên nè. 45k nè. Mà chị em mình để ý mà nhân viên. Ơi có con Mickey hồng, một con Mickey hồng. Chị nào lấy Mickey hồng, lấy Mickey hồng luôn dùng nguyên nhá. Còn con Mickey hồng, không cần mở ra nữa hề. 45k Mickey hồng luôn. Rồi nha, lên mã này, đem hết rồi. Lên mã này mã chữ tím. Còn này phun to hết, còn này cọc phun to hết. Chị lót long say mờ màu xanh ngọc. Hết xanh ngọc luôn. Còn Mickey màu hồng đó. Còn con màu hồng đó. Hồng cho Titi luôn rồi. Lên mã chữ tím đậm và chữ tím nhạt. Tím cho Thu Nhi Nguyễn. Thu Nhi Nguyễn. Ok Thu Nhi Nguyễn. Bốn mươi lăm ca. Cái này cho Titi. 45k. Rồi ok. Titi 45 luôn. Rồi nhá. Lên luôn chung mã này. Mã tím nhạt. Tím nhạt nhá. Tím nhạt cho Ly vỏ. Ok. Ly vỏ 45k. Thì chơi tới đây chứ giá gì còn lại còn gì nữa mà không chơi tới nữa người. Còn cái gì nữa đâu mà không chơi tới. Giá này thì còn giá nào nữa đâu. Ô Kenzo này của áo nam rồi. Hết Mickey nhé. Bốn con Kenzo này của nam rồi. Size 62 nhé. Bốn con áo nam. Size 62. Lên mã này là mã 59k luôn đi. Có chưa thấy gì Phạm Phượng comment cái gì đâu. Không thấy comment cái gì hết. Kenzo này của nam là size L cũng là cotton tàu. Nha, 4 con đi trẻ mà 59k luôn. 4 con thôi. Lên mã nam nhé, Kenzo 59k gọn. Giá này giá bán tặng rồi nha. Ai không chia sẻ chịu luôn ấy. Cái này hàng nguyên bán sale 6 mấy nghìn đấy. Là đủ thấy nó rẻ rồi. Là đủ thấy nó rẻ rồi. Khánh Yên. Cái này, cái này là toàn bộ. Còn đây còn con nữa nè. Còn con Kenzo nữa nè. Kenzo nhé, đang Khánh Yên có rồi. Em đi chị em 59.000. Còn 2 con. Còn 2 con, còn riêng mất cây sao rồi. 59 cho Hà Kiều. Rồi ok là hết. Ok là hết. Cái này còn bộ. Cái này là bộ nhé, hàng 1 cuốn 5. Bộ size cho chị em 52 đổ về. Bộ này da cá tàu. Dòng này da cá tàu nhé. Em đi luôn chị em 135 luôn. 135 da cá tàu. Chút đơn chị coi thôi, chị hỏi nhân viên mà còn size gì là báo lái nha chị ơi. Thì giờ em cũng nhớ là có đủ size hay không. Lên mã bộ da cá tàu như chị em mình ơi. 135 size 52 đổ về chị em mình chốt ok nhé. Da cá tàu 52 chị nào gọn hết nào kem vô rồi. Chị nào mà gọn thì lên được đến 55 từng nữa thôi, không chút hơn nha chị em mình ơi. Đây luôn dựng mã này là mã bộ 135 luôn. Bộ 135 chị nào lấy bộ 135 lên bộ 135. Cái này là dòng bộ nhé. Nam em hết rồi. Dòng này là thun, này gọi là thun thường thôi, không phải là cốt tông tàu hay cũng không phải là cốt tông thái nha, thường thôi. Phải thường, cái này là bị trộn hàng. Em nói thật sự cái này em bị trộn hàng xong về em sẽ toàn bộ bán lỗ hết. Cái con này toàn bộ bán lỗ, nhưng hôm nay em bán tặng luôn chị em mình luôn nha.
toàn bộ cái này đi chị em mình 19k. Sĩ Nhà Nguyên cũng đang không mở giá này, em đảm bảo luôn là sĩ không mở giá này, nhưng mà giờ em sẽ chốt ai đang có logo thì chia sẻ tặng 19k. Kệ nhá, con gì kệ được nhá, size 60, có cả mũ có cả không mũ, tặng 19k. Lỗ tẹt luôn chị em mình. Nè, tính ngang với dạng dạng thun thái đó. Đấy, tính giá ngang. Tính giá ngang với dạng thun thái đâu có đủ màu đâu chị. Có hai màu thôi. Đó, con này cũng thun thái rồi này. Con màu hồng thôi. Nha, 19k vậy Thú Nguyễn. Bỏ cái này cho chị Ti Ti luôn đi. Bỏ này cho Ti Ti. Cái này chị Thú Nguyễn có hoa đào. Thú Nguyễn có hoa đào nữa hết. Thú Nguyễn có hoa đào nữa hết. À, còn Thú Nguyễn có hoa đào nó hết canh vô hết rồi chị. Hết canh vô rồi. Con này là chuẩn thun thái rồi. Nhưng mà dạng crop top. Dạng crop top. Con này chuẩn thun thái rồi, đi mã 45.000. Cái này phong crop top này chị em mình. 45.000 xả hết. 19 năm hết rồi. Con này lên mã 45.000. Con này là chuẩn thun thái rồi nè. Không pha, không có lộn gì hết rồi đấy. Nha, lên luôn như này. Lên mã bò trắng 45k là thun thái. Cái nào em đọc là có chứ chị em mình. Em đọc là có chứ. Rồi lên như này. Con này tắt chắc. Rồi, con này Nguyên có size L, size S. Size L, size S, cái này có hai con, size L và size S. Hàng này là mỗi khi là đi bao nhiêu tiền? À, bình thường là đi trẻ mình 79.000. Còn ở ngoài thị trường thì hàng tổ ong là người ta bán trẻ mình 95.000 đúng không? Trẻ mình sợt đi. Thế bảo Nguyên kêu nó điêu á. Tổ ong là thường người ta giờ người ta đang chạy trẻ mình 95.000 con. Là giá thường á, giá trung người ta bán 95. Còn Nguyên thì chạy 79.000. Mình đang có một con xe đi cho em 75.000 luôn, xe S, xe cho em 52 đổ về. Quần này là còn đang hot này. Thể thao nam em hết rồi. Hết rồi. Nha, lên luôn dùng mã tổ ong xe S, xe 52 đổ về. Em đi luôn cho em mình là 75.000 một con xe S là xe 52, 50, 52, con xe L đến 57. Con xe L đến 57 nhá, em đi 75.000 luôn. Gọn hết, cái này giờ nó còn lẻ tẻ sai ra rồi. Những con này là quần đang hot này. Cái này up hình mạng lên là lung linh luôn. Người ta sale là 95, có chỗ là người ta bán 125.000. Nha em đi luôn chị em 75.000. 75.000 nhá. S. Cho Thu Duy Nguyễn. Ờ, 75 CL luôn nè, 57 đổ về. 75 CL 57 đổ về. Nha, chị nào lấy 75 CL 57 đổ về. Rồi còn hai con này CL luôn, màu đậm hơn xíu. 57 đổ về. Và em đi chị em mình 75 mà được cái này chị em mình mang mùa nào cũng được. Mùa này trẻ em mang được, mùa nắng trẻ em mang vẫn ok những con này luôn. Lời cho hoa đào. Nha, rồi lên luôn dung mã đậm CL, CS hết rồi nhé. Con này màu đậm hơn xíu, CL như trẻ em nó đi 75.000 luôn. CL rồi, xe này 55, 57 đổ về nhé. Đẹp lắm trẻ em nó. Quay cận luôn, chắc này. Đây chắc con quần tổ ong là như thế này nè trẻ em nè. Hàng này người ta đang chạy là rẻ là 95.000. Rẻ mà là 95.000. CL cho Ti Ti. Là Ti Ti còn con CL. Còn con CL. L cho ánh tiết. Rồi còn màu trắng này size XL, size 60. Còn màu trắng này size XL, size 60. Còn màu trắng này size XL, size 60. Trắng này size XL nhá. Không có 30kg chị ơi. Trắng size XL, size 60. Chị nào lấy trắng XL lên trắng XL. Xây 60 đổ về là chị em mình chốt ok nhá. Em đi chị em mình 75.000. 75.000 nhá. Được chưa? Chị nào lấy cái này. Lên mã trắng XL. 75.000 có 4 con. Đi nhậu về rồi nè, không thấy cái mặt em đó à? Đây, cũng đi mằng vài chai chứ. Nhưng mà là dạng đô cao. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên trắng XL. Còn cái này cũng còn một con size S, một con size L. Còn con size S, một con size L. Màu này lên mã nâu. Nâu nhá. Nâu. Nâu này dạng ống sung như thế này. Chị em mình thích sung, chị em mình lấy sung ngọt. Chị em mình thích bo, chị em mình rút lại dùng nguyên nhá. Lên luôn dùng mã này mã nâu. Thích bo thì chị em mình rút lại dùng nguyên nhá. Còn con size S, một con size L. Lên mã nâu nhá, con này dễ mang. Mang kiểu gì cũng được. Chị nào mà thích mang dáng sung thì chị em mình rút ra nhé. Còn nào sẽ S, xe 52 đổ về. Còn chị em mình thích ống bo thì chị em mình rút lại thôi. S cho chị Quỳnh Như Trần là hết này. S cho Quỳnh Như Trần là hết này. Quỳnh Như Trần 75. Trời ơi con này. Xe XL, xe 60, 62. Trời ơi, lên mã đẹp dùng nguyên đi xe XL. Còn con thôi. Lên mã đẹp xe XL đây chị em mình nhìn nè. Hết nâu nhá, lên mã đẹp XL. Ai lấy đẹp XL, lên đẹp XL luôn dùng nguyên chị em mình nói.
áo mà còn màu gì nữa không? Em còn màu xanh. Còn con màu xanh đó, màu vàng này cũng có người chốt rồi. Lên mã đẹp này sẽ XL. Chị nào lấy đẹp XL nên đẹp XL luôn dùng nguyên nhá. Còn con mèo này bán tặng luôn. XL TT. Còn con mèo này đi chị em mình luôn. Con này dòng cốt tông tàu. Cốt tông tàu nhưng đi chị em 39.000 luôn. Lên mã mèo 39, cốt tông tàu nhá. Cốt tông tàu size 62, à 60. Nha, lên mã mèo 39.000. Mèo 39 chị nào lấy mèo 39 lên mã mèo 39 ra luôn dùng nguyên chị em mình. Mèo 39. Mèo 39. Mèo 39.000. Ai lấy mèo 39 lên mã mèo 39k luôn dùng nguyên, không biết là cặp nào thương gì. Cứ bỏ ra sale thôi nhá. Bỏ ra sale thôi. Hết mèo rồi nha. Con này quần tổ ong màu đen. Tổ ong màu đen có size S. Size M. Size L, size XL. Lên mã đen kèm size ML. S, ML, XL. Lên mã đen kèm size S, ML và XL lên giúp nguyên nghe chị em mình ơi. Mèo em hết rồi chị ơi. Quần đùi có chứ. Quần đùi thì nhiều lắm, nhưng mà từ từ, quần đùi thì thông thả, cứ từ từ nha. Đây chị em mình ơi, lên mã này tổ ong màu đen nhá, lên mã đen kèm size 175.000 luôn, đen kèm size đẹp chưa, quần của nó này quay cẳng luôn cho chị em mình luôn, đen CL cho chị anh lên, đen L cho anh lên 75.000, anh lên XL cho tim, XL cho tim rồi nha. Chị nào lấy đen 75 kèm size, đen cho S cho Út Nhung, đen S cho Út Nhung, đang ép cho Út Nhung, mèo mèo hết rồi. Út Nhung L cho Hà Kiều, L cho Hà Kiều, XL cho Quỳnh Như Cần, hay XL, hay XL, hay XL nhá. Cái này Quỳnh Như Trần, hay XL, XL hết rồi đấy, hết XL rồi, hết XL rồi, không là mai bỏ ra giùm em chốt CL cho người khác nhé, chốt cho chuẩn, chốt cho chuẩn sẽ ép cho Ly Võ này. S cho Ly Võ này. XL không có, hết rồi chợ, hết XL rồi. À, áo Trung Nam có cổ. Nam có cổ 2 ngày nữa. 2 ngày nữa về một đợt cuối. Về đợt cuối áo Trung Nam. Nha, em còn 2 con size M tầm 55 đổ về là chốt đẹp. Không có 2X nhá. Cảm ơn chị Thư Nguyễn nha. Rồi. Có hai con size M đẹp lắm, để chị em mình cặn chắc luôn cho chị em mình xem nè. Quay thực tế cái chắc luôn cho chị em mình xem. Đấy. Hàng này không ngồi chỗ người ta bán cho chị em mình 125 vuông luôn. Size M thôi. Còn hai con size M. Chị Anh Lê có lấy CL thôi, em bỏ cho chị Phan Văn nhá. Được chưa? Nếu chị không ấy thì em bỏ chị Phan Văn. Rồi còn hai con size M. Hai con size M em đi luôn chị em mình, không biết cặp này cặp gì em bán tặng. Đây size M Mỹ Thục Nguyễn. Mỹ Thục Nguyễn. Con này lẻ tải các kiểu này, có tông tàu rồi thun thái rồi thun răng rồi body đồ các kiểu hết, đủ các thể loại, em đi luôn trẻ mình luôn. Rồi rắp tóc từ từ nó sẽ lòi ra. Không, 57 đổ về thôi, 57 đổ về. Cái đang có ba con thun thái này đây, cà rốt tóc đây, cà rốt tóc đây, nhưng mà thun thái con này 57 ký đổ về nha. Cà rốt tóc đây trẻ mình, con này 45 này. Lên mã Mickey vàng 45, form này form crop top nhé chị em mình ơi. 45.000, chị nào lấy cái này lên, cái này là toàn bộ thun thái đó. 45.000. Con này dặn tên top, cái này em đi chị em mình tặng 39.000, lên mã bò vàng tặng 39. Form này chị em lấy 60 nhá. Form này 60, tay của nó dặn tay dơi dơi có dây đằng sau. Nhà lên mã nào. Con này dặn của nó là tay dơi nhá. Tay dơi dơi một xíu. Nha, lên mã này mã vàng 39k luôn dùng con 2. Vàng 39 của nó có 2. À, trên đùi có chị ơi, trên đùi có nha. Rồi con này chị là to to, to to mang con này luôn, ok luôn, 39.000 luôn, toàn thun thái hết nha. Lên mã này, mã dây vàng, dây vàng 39 có hai con, dây vàng 39 có hai con, không không biết cái bò vàng gì ạ, trên trên đùi à, ok chờ em xíu. Lên mã dây, chị nào lấy dây, hồi nãy chị lấy cái mã kia sợ không phải dây. Rồi nhá, con này đẹp lắm, trẻ mình biết trong váy cũng đẹp. Đen mờ nãy hết rồi không? Hết rồi. Hết đen mờ rồi. À quần nè. Ừ. Còn một cái. Dây vàng cho Thúy Trinh Đặng. Cho chị Ngọc Nguyễn. Đen mờ cho Ngọc Nguyễn. Dây vàng cho Thúy Trinh Đặng 39.000. Lên mã dây nu dùng nguyên đi, form này 60 trẻ mình vô tư, con này lên xinh lắm. Nu cho chị Ti Ti, thế còn con vàng nãy gọi chị Ti Ti luôn. Rồi nhá, lên mã dây hồng, dây xanh cô ba tặng 39k luôn.
dây hồng và dây xanh xanh vịt, dây hồng và dây xanh vịt. Chị em mình không thích cái dây kiểu này, chị em mình mở ra cũng được, để kiểu thì cho nó đẹp một xíu, còn không chị em mình mở hẳn ra cũng ok. Sao hết đây, phía trước của nó đây và phía sau của nó đây. Đây mã hồng xanh cho ti ti, xanh ti ti còn hồng nu em hết rồi. Có đồ sơ sinh cho bé sáu sáu ký, sáu ký cho em không rồi nhé. Lên mã này mã hồng cho nu hết nhé em. Đây chị em 39.000, ôi ba 39.000 phát ngay và luôn chị em mình ơi. Còn hồng còn hai con hồng, thì nào lấy hồng lên hồng, ai lấy hồng lên hồng. Con này tặng luôn chị em mình luôn này. Con này là hàng đi chị em mình 55 hay 59 gì đấy, tặng nó con này luôn. Tay lỡ, tay lỡ và 52 độ về tặng 29 đá luôn, ai nhanh tay có hồng cho Tina Tình. Tina Tình lên mã trắng đá 29k luôn, trắng đá 29, chị nào lấy trắng đá 29 lên trắng đá 29. Con này là thun thái nhưng mà dòng của nó là dòng rip nhá. Nè xinh cực luôn. Ôi chào ơi, cái này bị dính mực rồi, ai cắt kỹ à? Con này tặng luôn à. À lỡ là gì ta, à lỡ nó 19k chị, à 29k ti ti, con này bị dơ xíu mực này. Lên mã 19k luôn, trắng đá hết rồi. Lên mã này là mã 19, con này 19k luôn, 19k luôn nha. Con này nó bị dơ xíu nè, 19. Lên mã 19, lên rõ mã cho em chị em mình ơi. Lên mã 19 luôn dùng em nhé, 19k dơ. Tặng trắng dơ cho Khánh Yên. Trời con này bò to, bò trắng to. Em đi chị em mình 45.000. Riêng thun thái có tối ngày hôm nay đi 45 thôi nhé. Còn nhà nguyên vẫn cố định giá hồi nãy giờ, thun thái là bán lãi vài nghìn thôi. Em đi luôn chị em mình là bình thường là 49.000 nha. Rồi lên luôn dùng cái này. Em đi luôn chị em mình mã này là mã bò trắng 45.000 size 60. Bò trắng 45 size 60, cái đó là thun thái đó. Bò 45 cho Khánh Uyên. Con này thun thái, cái này phơm nhỏ nhỏ crop top, cái này bị dơ xíu mà rồi. Cái này dơ xíu bị vẹt nhưng mà không ảnh hưởng cho chị em mình, nó bị vẹt xíu như này, này. Nhưng mà chị em mình tầm 50 độ về thôi. Lên mã này là 29k luôn. Nha, lên luôn mã rip 29. Cái này là bò rip nhá. To Khánh Uyên rồi, rip 29 luôn rồi dơ. Rip 29, con này toàn bộ bò to này á. Là Nguyên đi 60k, chị em mình hay theo dõi like của nhà Nguyên là biết này. Thôi đi 49k con. Lên mã xanh to 29 nha, 29 cho Nguyễn Thảo Văn. 49k con này nha, 49k nha. Chị nào lấy cái này lên mã 49k. Bò to, bò xanh to 49k luôn. Bò xanh to 49. Đây, con này dòng rip, bán tặng chị em mình 39.000 luôn. Bò xanh như Thí Nga Đờn. Bò 39k con này luôn. Con này dòng rip size 52 đổ về chị em chứ ok. Lên mã này là mã hồng 39. Lên mã hồng 39k luôn dùng nha chị em mình. Hồng 39. Con này lên mã chữ đen 49k size 62. Chữ đen 49 size 62. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Thích riêng đùi em lại lên riêng đùi nha, size 62 đổ về chị em cho ok. Hồng 39 cho Thương Nguyễn nha. Con này phun hơi lửng xíu. Lên mã đen 39k. Đen 39k, chị nào lấy đen 39 lên đen 39. À lộn lộn, sorry. Đen 49. Đen 49. Ui con này chắc chị em mình ơi. Chắc sờ vô lãng sướng cái tay luôn. Đen cho TT. Con này sờ vô là nó sướng cái tay. Lên mã trắng to 49k luôn. Chị nào lấy trắng to 49, chút lên mã trắng to 49k luôn được nha chị em mình ơi. Con này rip kiểu, con này chị em mình 45k luôn. Rip kiểu 45k size 55 đổ về. Em lấy chị em mình quần riêng đùi. Áo phong còn rất là nhiều. Nhà riêng cái gì cho áo thun thì nhà Nguyên nhiều lắm luôn ấy. Trắng to cho Lê Hiền. Kho thun. Lê Hiền lên thông tin nha. Lê Hiền lên thông tin cho em đi. Lên mã rip hồng. Cảm ơn mã rip hồng. Chị em mình bảo lên cái gì? 49 nhà trắng to 49 nè con. Trắng to 49, chị em mình kêu là lên cái gì hồi nãy chị em mình kêu lên cái gì? Cái này là bao nhiêu của 49 nhà? Cái hàng ở dưới này là hàng cắt tỉ, không biết phải gì nữa, anh bóc lên xe rồi nhé. Cái này 29 nhà? Đấy. Cái gì? Rip, cái này là cái gì? Rip 45. Rip 45 nè. Rip 45. Rip 45 cho anh Lê. Hàng cắt tỉ ở dưới này là cái gì? Đấy. Rồi, lo con này ra bán tặng luôn. Bắt chấp con này hàng chạy 89.000 đó. Vâng. Chị em mình thấy xỉ cái này là em đi bao nhiêu tiền rồi? Cái này xỉ bao nhiêu tiền rồi? Cái này có từng này con. À có hai con thôi, tưởng mua nhiều. Có hai con. Tưởng đâu là nhiều. Hả? 5 con. 5 con. Hàng này hàng nguyên xe 89, dòng da cá tàu nhé chị em mình ơi. Da cá tàu nhé, size chị em mình 62. Em đi chị em mình con này giá 69k luôn. Size 62, 60, 62 qua đầu. Cái này là chắc cốt tông tàu chéo mà da cá tàu. Cốt tông tàu chéo nha. Đi nó luôn chị em mình con này 69.000 nha, comment mã chữ 69. Đẹp. Nhận hàng những con này về chắc không sướng quay đầu.
dài mềm, dài và mềm nhá, 69.000 bà người ta bán như vậy, em mình con có thùng thùng thường thường thôi. Em không lên đồ bé trai, em có nói là em tối nay em đâu lên à, đem đâu nói là tối nay em lên đồ bé trai đâu mà chờ, không có đồ bé trai nhé, tối nay sẽ không có lên đồ bé. Lên mã này là mã 69k luôn dùng em nhé, còn hai con 69k, còn hai con chữ này, hai con chữ giá 69k, thì nào lấy chữ 69 lên chữ 69, chữ trắng 69k luôn. Con là form 60-62 chị em mình ok luôn con này luôn, 69k thật sự không còn giá nào để mà xem, đúng không? Tỷ nhà Nguyễn đã đi nhập, đăng nhập hơn giá cao hơn này, này em đang bỏ sỉ cao hơn giá này, em còn mấy con này em sell nốt luôn nha. Lên mã này mã 69 còn 5 con, còn 5 con thì nào lấy 69 xong còn lại đi ba, 69 con này có 1 cái 69 giờ thương chẳng. Cảm ơn chị Diệu Hồ nha. Con này lên mã nam, nam này tặng 39k đi, ừ giá nào tặng giá đó nhé. 69 thì Dung Dương Thị Phương, 69 cho Hà Kiều, 69 cho Hà Kiều, 69 cho Ly Nguyễn. Chia sẻ lên nhiều mail với chị em mình thôi. Rồi tiếp con này tặng hồi nãy mới nói bao nhiêu tiền ta? 39.000, 662, 39.000. 69 cho Nguyễn Hiền, Nguyễn Hiền, Ly Nguyễn nữa, Nguyễn Hiền, Ly Nguyễn nó lấy rồi đúng không? Cái này cho Út Nhung, cái này cho Út Nhung, đây 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 Út Nhung lên, Nguyễn Hiền nãy giờ chia sẻ kìa. Ôi giời ơi, chia sẻ lên luôn giùm em đi. 69.000 nữa cả, cái gì ta, áo giữ nhiệt à, hai con áo giữ nhiệt, ta chỉ em hết, hai con áo giữ nhiệt, giữ nhiệt giữ nhiệt giữ nhiệt này đang sale 49k đúng không? Đang sale 49k à? Phải không ta? Sao vậy em đến 60, em đi luôn chạy mình mã này 45k, ôi lộn 40k luôn đi, phát tới 40k luôn nhé, giữ nhiệt 40, nha đây chị em mình nhìn dòng chắc này. Thực sự mà để xe 49.000 thì khách nhà Nguyễn đã khen rồi. Em nói thật sự giờ em bắt tới cọc nào giờ em chả biết cọc nào cả, rất tốt luôn, nhiều lắm. Chia sẻ không công khai. Nhiều lắm, nhưng mà em bắt tới cọc nào hai cục đó đi, giờ bảo em lựa cả rất tốt để em lên nữa hơi bị lòng. 40k giữ nhiệt nâu. 40k giữ nhiệt xanh. Chuẩn giá tặng chứ vậy ông ơi. Chuẩn này giá tặng chưa làm sao đi nhập được ray được giá này. 40k cho tao tặng. 40k giữ nhiệt xanh luôn nha, đẹp lắm nè, giãn này chị em mình nè, giãn này nha, lên xanh, lên giữ nhiệt xanh luôn, chụp 40k, ai lấy giữ nhiệt xanh 40 lên giữ nhiệt xanh 40 nha. Còn con này á của Nam, giữ nhiệt của Nam, trên đùi từ từ chờ em xíu, cái này của Nam xây này 57 đổ về, 57 đổ về, con này hàng công ty, hàng Mata này chị em mình ơi, con này thường xây cho em 69, trên, à, quần lửng cho em xíu, quần lửng là quần lửng gì ta, u mì chứ gì, u mì hàng chứ đâu còn gì đâu. Hàng con này luôn 49k áo nam. Nhưng mà là hàng công ty này chị em mình, hàng Mata nhé. Toàn hàng xịn hết á. Size M, size 57 tặng 49k. Cái này phải kèm tự tặng luôn. 49k. Nha, giữ nhiệt, giữ nhiệt, giữ nhiệt đang hết màu. Chứ. Con này bị bụi xíu. Con này dòng crop top này. Áo nam cho Trang Phạm. Trang Phạm. Con này cũng đi luôn chị em mình luôn. 49k. Áo giữ nhiệt á. Cho Trang Phạm. Từ từ từng mã một chứ. Con này bán tặng, con này bị hàng treo ấy, cái này hơi bị bụi xíu chỗ này. Tặng nó con này 19k. Bo rip nhá. Bo rip tặng 19k luôn. Bo rip tặng 19k luôn. Cặp này là lẻ tẻ con này. Rớt vai, lên mã rớt vai. Cũng là bo rip luôn. Cảm ơn mã rớt vai 39k luôn nha. Tự nhiên giờ thích cái giá nào đặt giá đó thôi. Cứ 3949 nhá. Được chưa? Lên mã này là mã rớt vai, con này bo rip luôn. 19, thương Nguyễn 19. Con này lên là mã rớt vai, nhưng mà chắc của nó là bo rip nhé. 39k. Thì nào lấy rớt vai hàng thứ nhất. Nhiều xíu để sale được nhiều nhé. Lên mã 39. Thì nào lấy mã 39, lên mã 39. 39 cho TT. 39 cho TT. À còn con này 69k hồi nãy này. Ok, từ từ lên. Lên riêng đùi đúng không? Rồi ok em sẽ tia riêng đùi, từ 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 từ. Từ từ em tia riêng đùi á, cái góc nào để em bóc. Bỏ cái này xuống đi ba, để bóc riêng đùi, bỏ xuống qua bên đi. Đây đây mấy con này, bỏ xuống cái này qua bên đi. Bỏ xuống cái này qua bên đi rồi lại chạy riêng đùi. Để bóc hàng đây. Ok. Còn hai con 69k hồi nãy nè. Chị nào chưa có một chút nhé. Lúc nãy hai con này 69k, chị nào lấy mã 69 lên mã 69.
Không, riêng đùi hình như ở bên góc này, chắc bên góc này. Lên mã 69K luôn dùng nguyên chẹo mà nó. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên size 60 đổ về chẹo mà chứ ok. Không, bên bên này có bên này. Có cọc cái này, khác cái kiểu đó. Lên lấy cọc cây nó coi phải riêng đùi. 69K, đây 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 đây. Cho cọc khác đây đi. Phan thị Vy con. Phan thị Vy con, rồi ok, riêng đùi đây. Riêng đùi đây. Cái áo này à. Anh này à. Xe chính cho Thao Hiệp Vy hình Phương. Phương nó lái. Chia sẻ đi chị em mình ơi. Rồi tiếp con này. Sale nha, tối nay sale nha. CS, CM, CM, CM. Rồi chỉ còn S và M. Mã này có S và M thôi. Ôi riêng dài lên rồi. Cũng còn nhiều riêng dài đâu. Đây luôn chị em mình con này, hàng giảng, hàng mà lại là lưng thun nữa này. Lưng thun nữa nhá. Ring ring nam form là gì? Là gì? Ring nam form là gì vậy? Em đi luôn chị em mình con này giá 65.000 luôn đi. Con này đẹp lắm, hàng mình chị em mình nhìn tấm này là hàng xịn ấy. Hàng đắt ấy. Hàng đắt ấy. Size F cho chị em mình tầm khoảng 52, mở chị em mình 55 có hai size thôi, mã này còn hai size. Đi luôn chị em mình con này giá 65.000. SM cho chị Phương Thảo Nguyễn. S với M cho Phương Thảo Nguyễn. À form rộng không có. Ok Phương Thảo Nguyễn còn xây M, hai con xây M. 55 đổ về. Đâu có ri đâu. Xây M nhá, xây M, xây M, xây M. Không có đủ ri giờ, cái này không đủ ri rồi. M chị lấy không? Xây 55 đổ về chị em cho ok hết. À, không có L, cái này có M với L, M với S thôi nhưng mà hết S luôn rồi. Còn hai con xây M, chị nào lấy M lên M. Tuy tay lấy một chút. Chị đi tay lấy một chút nhá. Còn xây M thôi. 65.000 chị em mà nói. Ôi giời ơi, con này Nguyên mang. Mang lại ngày hôm qua. Hôm qua mang con này mời cho Ti. Mời đi Ti. Hôm qua hôm kia mang con này nè. Nhiều chị hỏi lắm nè. Nhưng mà cái này là size S, tạ người nhưng Nguyên là chỗ ok, con này lên quá đẹp luôn. Con này hôm qua mang màu đen, Nguyên có nói chung là có màu đen và màu xanh đen rồi. Con này đẹp lắm. Lưng của nó là lưng cao. Này chị em mình mix áo kiểu lên rất là đẹp luôn. Size S chị em mình 52 độ về chị em chỗ ok. Lên mã này là mã lưng cao. Em đi chị em mình 65.000 lưng cao luôn. 65.000, ấy chị Thúy Nga Đoàn. Ấy chị Thúy Nga Đoàn. Thúy Nga Đoàn. Rồi con này lên mã túi này size S luôn, size 52. Túi này size S, size 52. Chị nào lấy túi size S, size 52 lên luôn dùng nguyên. 52 đổ về, lên mã túi size S này chị em 65.000. Nó rẻ quá sức luôn. Hàng toàn bộ là hàng mềm và hàng giãn nhiều nhá. Túi size S, chị nào lấy túi size S. Không có 2XL em ơi. M đi được. M đó. Còn mã túi CS, chị nào lấy túi CS lên túi CS. Đâu? Hồng nhỏ lấy lưng cao rồi. Rồi nhá, con này lên xuống mã này mã thun đi. Thun thì CS luôn. Túi CS không có túi CM. Lên mã này mã thun. Thun CS, chị nào lấy thun CS 52 đổ về chị em cho ok. Thun CS, lưng cao em hết rồi. Cái này bỏ vô trong trong bì luôn mà này cho nó gọn. Bỏ vô trong bì luôn cho nó gọn. Con này cũng hôm nay đi chợ mình 65k luôn. Quần lỡ. Xin đùi ấy cho Liên Lê. Quần lỡ. Lỡ rồi đi 65.000 luôn. Quần viên lỡ nhưng mà form này 50 độ về thôi, CM nhưng mà 50 độ về chợ mình cho ok vì quần này quần không giãn. Quần không giãn. Hàng này thường là quần đi 79.000 là sale 79.000. Còn mà giá đúng mà mới lúc mới về là 95.000. Nha, còn rớt sai lại. Còn rớt sai túi CS chị thay trần. Túi CS thay nè. Ờ túi CS thay trần. Được chưa? Đi luôn chị em mình mã này lên mã lỡ 65k này. Lỡ 65, chị nào lấy lỡ 65 cầm em lên lỡ 65 luôn thì còn còn. Lỡ cho Mỹ Thục Nguyễn. Lỡ 65. Lên mã cao size. Cao này size S luôn. Cao này size S, chị nào lấy cao. Cái này cho chị Liên lên. Cái này chị Liên lên cao size S luôn. Liên lên cao size S 65. Cảm ơn chị Liên Hoàng nha. Lên mã này là mã cúc size 50 đổ về. Cúc xây 50 đổ về. Cúc này rất nhẹ này. Lặt lai này 65.000 nha. Dạ. Cái này không giãn rồi, xây 50 thôi nha. Xây S con này thường ví dụ như giãn chút đến 52. Thằng này chút đến 50 nha. Đây là cúc lặt lai. Cúc lặt lai nha. 65.000 luôn. Cúc lặt lai 65. Nào này em còn lẻ tẻ thì chị em mình tranh thủ. Ôi rồi lên chung mã rách.
Cái này rất te tua luôn. Xoay 55 độ về. Dạ toàn xoay nhỏ. Xoay 55 độ về nha. Chị nào cái này giãn nhẹ thôi nè. Cái này giãn nhẹ thôi, 55 độ về. Nên là te tua luôn. Trên này không rách nhưng mà ở dưới này có tua nên cái te tua luôn. Chị nào đã te tua lên te tua luôn. Nhà chúc mà te tua luôn nhé. Te tua, te tua, te tua. Không chị ơi, con này đẹp nè. Xoay 55 độ về. 55 độ về con này quần quần cao siêu cao này. Chị em mình nhìn độ giãn này. Xoay L nhé. Xoay L. Nha chị nào lấy mã L đen 65. L đen 65. Rồi siêu cao này size S luôn. 52 độ về. Ta tua cho Thí Nha Đoàn. Thí Nha Đoàn. Nha đen xoay L, đen cho Phương Thảo Nguyễn. Phương Thảo Nguyễn con này size S, lên mã siêu cao size S. Hay cỡ tặng người như nguyên là chị em cho ok 65k. 65.000. 65.000. Con này tặng 59k đi. 59k size S luôn. Con này dặn bò giấy 55k luôn. Con này giặt bò giấy chị em ơi, 55k luôn. Cho nó gọn, size S thôi. Con này không giảm nhiều nên chút đến tầm 48 nha. Lên mã này là mã 55k. À, em đang mang còn cái màu xanh thôi chị ơi. Con em đang mang cũng hết rồi. Người ta chốt mất tiêu luôn rồi. Ta tua hết rồi chị Yến ơi. Hết rồi Yến ơi. Đây này. Hàng giá con này là 125.000 một con. Ấy, thì cái đoàn ấy 55 là cái này nè. Ờ, mã nó 55. À không, ấy 55 là mã này. Đó. Nè, hàng con này tác của nó là 125.000 một con đây chị em mình nè. Cứ vào shop thì tầm giá đó thôi. Lên mã theo. Theo size 55, theo size 10. Đây là hàng giảng này chốt lấy 55 như vậy mà cho cái nước à. Đó nước kìa. Chứ giờ mà em nói đụng như nó ra thôi. Ra không? Hết rồi nè. Hả? Hết rồi nè. Hết. Thử. Hết rồi. Đổ đi. Theo size 10 cho TT. Theo size 10 cho TT. Rồi nhá, theo size 10 cho TT. Theo size L. Theo size L cho chị em tầm 57 đổ về cho em chút ok. Theo L là 57 đổ về, theo M em hết. Với cái con bò màu xanh lên mà sao cái. Theo L đẹp chưa? Theo hai bên 57 chị nào gọn lấy 60 vẫn mang ok con này luôn. Theo L nhá. Theo L 57 và chị nào gọn lấy 60 vẫn mang con này ok luôn. Nhá cho chị Phương Ngô. Phương Ngô. Rồi theo S. Ok màu xanh em bỏ lên đây. Không, mã này lên chung mã tua size S. Cũng là theo. Cũng là theo. Cái này có một cái size L luôn bỏ cho chị à. Chị ti ti luôn nè. 57 em hết rồi. Em đi ngày hôm nay giá thôi này thôi nhé chị em ơi. Nha tự nhiên bữa nay hứng lên thôi. Cái này size S, chị nào lấy cái mã này lên S luôn dù nguyên. S size 52 đổ về, hàng giảm là chốt đến 52 đây. Con áo đang mang còn hai cái màu xanh. Còn hai cái màu xanh nhé. Thấy con nghĩ vậy anh Liên đó, anh Văn à. Thấy không? Từ từ, hết. Nghĩ vậy anh Văn phải không? Theo S đó. Ờ, ở trên. Tiếp tới, chị ơi chốt xong mà chắc thật sự đơn này nhiều khi là ngày mai cũng chưa chốt hết đơn nữa chị ơi mà nữa. Đây là nhà em đang thiếu nhân viên. Đang thiếu người. Ngày mai cũng chưa chốt hết cái đơn tối này đâu. Đây màu xanh, con áo đang mang màu xanh đây nè. Hồi nãy sale bao nhiêu tiền ta? 75.000 nè, phải không? 75 hay 79? Ba ơi, con nào nãy sale mấy? 75. 75.000, còn được hai con bò xanh. Nhá, còn hai con bò xanh. Thì nào lấy bò xanh thì lên bò xanh. iPhone đang mang chả khác gì, chỉ khác cái màu. Nha, lên mã bò xanh. Rồi ok, còn mấy con này để đi luôn cho chị em mình cho nó gọn. Lên mã này là mã S. Bò xanh cho Dương Trang. Theo xe S còn con, bò xanh cho Dung Dương Thị Phương nữa lái. Ở đâu? Dưới nó thấy còn con. Ok, hết bò xanh luôn. Riêng Nam không? Riêng ôm dài em đang không? Theo này còn xe S. Xe 52 đổ về chị em mình lấy theo xe. Cái này chị em mình ví dụ có con gái lớn mà tầm 40 mấy thì tắt cho nó cũng ok luôn. Thử giá 65 thì nó quá là rẻ. Giờ mới xem mà giờ em sắp nghĩ rồi. Theo còn xe S, chị nào lấy theo S lên theo S luôn dù nguyên. Theo S
cái này cũng còn lẻ tẻ này, 65.000 đấy, chị nào lấy theo S lên theo S cho mình. Rồi nha, cái này lên mã bụi, cái này mẫu của nó là bụi bụi ngầu ngầu dần, nhưng không phải rách nhé. Theo giá S cho chị Nguyễn Thị Anh Tâm, nhớ lưu dưỡng này không phải là rách nhé, nó bụi bụi, nó tua như thế này nha. Lên mã bụi, cái này hàng không giả nên là riêng. Đây này chị em mình này, chỗ nào cũng như thế, đừng có kêu là em ơi nhận con này về sau mà nó rách, con nào cũng như con nào, chục con như thế như hết nhé chị em mình này. Là hàng kiểu của nó nha, lưu ý luôn chị Nguyên. Đây chị em mình này, đây chị em mình nhìn thấy không, thấy rõ không, đấy dạng của nó hơi bụi 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 như thế nha. Cái này em đi chị em mình mã này luôn, không giả nhiều, size L tầm khoảng 52 thôi, size L tầm khoảng 52 thôi, lên mã bụi nhá. Con này đi chị em 59k luôn, bụi nha, nha con này hơi te tua đấy, chỗ nào cũng te tua hết. Thôi mở mã này bỏ riêng ra đi, mã này bỏ riêng, có rồi chị ơi, mã này hơi te tua ấy. Từ từ chờ em tiếp qua cái mã này đi, thôi mã này đi. Ba có cái cọc, cọc này, cọc này, cọc áo này là áo nam hay áo gì đó, cho lên luôn. Đó, cọc nữa, tức là đưa đây cọc này lên trước, cọc này áo nữ, rồi cọc áo nam tư, áo tư giáp, áo tư giáp. Từ trong ra ngoài, đá này em đi luôn, chị em mình luôn. 45k, đá 45, đá bao tiếp còn đây đi 39k luôn đi cho nó vui. Tay 52 đổ về, 49k luôn nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã đá, đá luôn dùng nguyên 39.000 bao. Chị nào lấy đá lên đá bao rip cho chị em mình ơi. Trời ơi có trong tàu này, à quên thung thái này. Lên mã này là mã cam đắt, tay 52 đổ về, 52 đổ về nhá. Em lên luôn chị em mình con này 45k nha. Chẳng phải em lên rồi, chẳng phải lên rồi. Con này lên mã Mickey nhá. 45k Mickey. Đá hồng em hết rồi. Con này phun to lắm này. Con này đi chạy mình 45k nốt luôn. Nha, lên mã hồng to có tông tàu. Cam đắt cho chị Ly Võ. Ly Võ. To 49k luôn. Hồng to 49. Chị nào lấy hồng to 49 lên hồng to 49. Hồng to 49. Con này bo rip cổ. 45k nốt luôn. Hồng cho TT. Rồi nhá. Lên luôn dùng mã này mã cổ bo rip size 55 độ về cho em cho ok. Nha, lên luôn cho mã này là mã cổ trắng 45k luôn. Cổ trắng 45. Cái thời điểm nào mà chị em mình mua bao rip kiểu ấy, mua bao rip kiểu ấy, không có cái dòng mà chụp nhỏ nhỏ như nhà Nguyên đâu. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này là mã nhúng trắng đi. Nhúng trắng 45, cổ cho ti ti đi. Con này lên mã chữ, con này 52 đổ về chị em cho ok. Đi 45k nó lên mã chữ mấy kem hết rồi. Còn em mã chữ thung thái đợt này hơi bị hiếm. Con này là áo bé. Con này là chắc của nó là cốt tông nhăn. Cốt tông nhăn là hàng xịn nha chị em mà nó. Cốt tông nhăn size 15. Đi 35 cao luôn. Chữ đó. Con này đi chị em mình 35.000 luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Hồng to em hết rồi. Cốt tông nhăn và size 15, cốt tông nhăn bé trai 35.000 luôn. Cốt tông nhăn bé trai. Hai con này là áo nách nam, ba cái. Áo sắc nách nam và hàng Watta. Nha, hàng Watta. Size 62 đổ về. Tặng mỗi anh nam con nhé. Hàng Watta như vậy mình, hàng này hàng 129.000 một con đó. Hàng còn giá tát nè. 35 chị Hà Kiều. 35 Hà Kiều. Lên mã nách. Lên mã nách dùng nguyên nha chị em mà nó. Em đi luôn nhé. 35k luôn. Hàng Watta hàng 120.000 đúng rồi. Nhớ tát giá luôn 129.000 chị em. Nha, ba con thôi. Lên mã này là mã nách ba con, tặng 35k luôn. Nha, hàng hãng chị em mình đúng ba con thôi. Chị nào lấy nách luôn dùng nguyên. Hết rồi chị ơi, nhưng mà người ta chốt mất tiêu rồi. Người ta chốt mất tiêu rồi. Thảo Lam ơi, con này nãy bao nhiêu tiền? 39.000 màu xanh. Lên mã bò xanh 39.000 luôn. Size 60 nha chị em mình. Bò xanh này size 60 39.000. Ai lấy bò xanh chốt lên mã bò xanh luôn dùng nguyên. Bò xanh. Nách cái thí tinh đạn. Bò xanh thon cần cột nhé. Bò xanh hồi nãy lên rồi. Còn con nhé. Ai lấy bò xanh lên đến 10 rưỡi thôi chị em mình nhé. Lên đến 10 rưỡi thôi nha. Chiều này lan hơi nhiều. Hoa vàng 35. Lúc chiều lan hơi nhiều. Ôi, còn con này một cái. Cái này là 45 mà hay là 45? Hả? Ba mươi
39.000. 39.000. Đây còn cọc pin màu khói nè. Rồi nhá. Đó rồi nha. Lên mã này, mã bộ này. Tao sẽ ngồi quên đi á, tao bỏ cái lẻ tẻ tẻ này lên, bỏ cái ghế qua sợ nè. Lẻ tẻ bỏ qua sợ xe hết cái đống này nè. Bỏ cái ghế qua đây và ngồi xích qua đây. Tôi 62 bộ nam. 69.000 bộ, và bộ này bộ hàng công ty. Hàng của nó là 150.000. Lắp cho chị Nguyễn Thị Hoa cá nè. Lắp cho Nguyễn Thị Hoa. Xếp vào lên, xếp vào lên, xếp vào lên. Lên mã bộ nam. Bộ nam size 62, đi cho em 69.000 hàng công ty. Bộ này hết rồi đó chị em. Hàng nó thật sự là kêu là để kêu là hàng công ty nó sale, ôm về đến mùa nắng mới bán. Mà cuối cùng bữa nay hết rồi. Cả sỉ cả lại đóng cái này rất là nhiều. Sỉ đóng cái này cũng rất là nhiều. Mua lẻ khách vẫn mua bình thường. Hàng trữ mà tới hài làm gì còn. Bộ nam chị Hồ Lành, bộ này đẹp lắm hàng công ty. Hồ Lành. Ok chị Hồ Lành. Rồi ok. Lên mã này mã thái to. Con này chị em mình 49 ta. Thái to đi chị em mình 49.000. Nha, hàng này là hàng đi chị em 60.000 đó. Xem luôn chị em mình con này 49.000. Nha, chị nào lấy mã này lên mã thái to 49. Thái to 49. À, con bé này là đang đi là bao nhiêu tiền? 89.000. Bộ nam hết rồi. 89.000 và size 45. Bé trai cái gì mà không được, và toàn bộ hàng này theo em đi chị em mình con này luôn. 75.000 lên mã mũ bé 75. Mũ bé 75, con này body cổ. Sai chị em mình, con này dặn áo polo, không phải body mà là dặn áo polo ấy. Chị em mình hay mua áo polo, chị em mình biết rồi đúng không? Sai 52 đổ về, em bán tặng chị em mình mã này là mã tặng cổ xanh 45k luôn. Tặng cổ xanh 45 nhé. Thái to, thái to là 49k. Thái to 49, ok hoa văn. Rồi nhá, lên mã, mũ vàng. Mũ vàng là phong nhưng đang mang luôn. Sai 60, em đi chị em mình 79.000 mũ vàng luôn. 79.000 mũ vàng. Rồi lên luôn dùng mã hồng to. Hồng to nhé, anh đi chị em 49k luôn. Phôm này phôm chị em 62-65 nha. Cái này rất rất đại cá nè. Áo nam, làm gì có áo nam, làm gì có áo nam. Lên mã này mã hồng to, con này có tông tàu 49k luôn. Ôi trời ơi, con này ai nhanh có. Ai nhanh có, à con này bị dơ xíu rồi. Hàng này kiểu rất là đẹp luôn. Coi dòng body kiểu nhé, cái tay nó hơi bị dơ xíu chỗ này. Đây luôn chị em con này 29k luôn nha. 29k Boris, size 52 đổ về chị em chốt đẹp, thậm chí chị em mình 55 mang ok luôn. Con này xinh nè. Con này xinh lắm. Cái này nguyên có hai cá rồi. Đây này. Bị dơ xíu cái này, tặng chị em mình 29k luôn. Hồng to. Hồng to cho Mỹ Thục Nguyễn. Con này mã tặng à 29.000 cá. Tặng 29.000 cá. Đây, con này crop top cho chị em là 45.000 luôn. Xuống thái. Con này thái. Lên mã thái crop top 45. 29 cho chị Phạm Ngọc Lan. Phạm Ngọc Lan. Lên mã này là mã thái 45k crop top. Nha, thái thái, con này lên luôn chung Nguyễn nè. 45k con này body kiểu trắng em hết rồi. Trắng bêu rồi, trắng bêu là cái này. Trắng bèo hết rồi, trắng bèo hết rồi. Bé size 45. Bé size 45. Thái cho ti ti. Thái ti ti. Thái ti ti. Con này lên mã caro. Caro này không đi chị em 45.000 luôn, con này body nhá. 45k luôn, sai chị em 55 đổ về. Con này mã caro. Bộ bé này size 2 đi chị em 69.000. Cái cọc này đủ thứ các kiểu cho nó hết. Bộ bé này size 2 nha, chị nào lấy bộ bé size 2. Cái này như ui, không ra một chút. Bộ bé size 2, chị nào lấy bộ bé size 2 chút lên luôn dùng nguyên nhé. Cái này có bao cam sao? Thôi bỏ cho nó gọn. Bộ bé nhé, chị nào lấy bộ bé size 22. 29 là gì nữa? 29 là cái rì. Cái bì đi sao? Thôi để đây mà. Hồng to hết rồi. Body 39 hết rồi. Con này toàn thun thái phun lửng nè. Thái phun lửng nè. Hết rồi nha. Rồi cái này ai nhanh có. Cái này ai nhanh có. Cái mã gấu ngày hôm nay thôi nha. 45.000. Ôi cái này bé rồi. Bé rồi, bé rồi. Xe 32kg độ về. Đến 35kg. Cái này áo bé nha, lên mã mũ 32 đến 35. Con này tặng 39k. Cũng là thun thái nhưng mà là thấy bé nha chị em. 39k luôn nha. Size dành cho bé nhà mình từ 32 đến nơi nào cao cao là 35kg, nhưng mà chốt đến 32kg là thông thả. Cho ti 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 lên mã mũ đỏ luôn. 39.000 mũ đỏ luôn. 39.000 thì nào lấy mũ đỏ 39, lấy mũ đỏ 39. Cái mũ vàng còn mũ đỏ, mũ đỏ, mũ đỏ này phun to hơn, phun 57kg nha, phun 57. Cái này của người lớn đi trẻ mình luôn. 45k
mũ đỏ 45. Mũ đỏ 45, chị nào lấy mũ đỏ 45 chút em luôn đi. Mũ đỏ 45, cái này cặp phải toàn mũ thôi. Cái này tầm 55 57 cái độ về nha, mũ xanh. Mũ xanh 45, mũ đỏ dài thiếu trinh đặc. Thiếu trinh đặc. Rồi mũ xanh, chị nào lấy mũ xanh lên, mũ xanh lên dùng cái này. Mũ xanh, mũ xanh, mũ xanh. Mũ xanh. Rồi, đây đỏ còn cái này ba. Mũ đỏ size nhỏ, size bé này. Mũ đỏ cho bé này. Mũ đỏ cho bé là 39. Mũ đỏ cho bé là 39.000 nhé. Chị nào lấy mũ đỏ cho bé 39. Xanh còn này ba. À xanh này cho bé luôn. Đỏ bé và xanh bé là 39.000. Đỏ bé và xanh bé. Xanh hết rồi nha. Cái này là mang dặn cho nó mang hơi hơi cà rốt tốt cái dạng mà nó. Nha. Còn bé đỏ và bé vàng thôi. Chị nào lấy bé đỏ chút và bé vàng chút luôn dùng nguyên nhé. Bé đỏ và bé xanh luôn. Bé đỏ và bé xanh. Mũ đỏ không? Phun nhỏ hay lớn? Phun nhỏ hay lớn? Con bộ là phun nhỏ nhé. Còn size là size cho bé đó. Mũ vàng nhé. Còn xanh bé cho ti ti. Xanh bé ti ti. Cái này 1, 2, 3. Thôi không chọn màu nhé. Giá bán tặng không chọn màu. Con này là thun phái nhưng mà là dạng sắc nách. À không phải. Cái này có cả sắc nách, có cả ấy rồi. À cái này là thái nhưng mà sau kiểu này chị em mình mang thêm cái áo bra ở trong nhé. Phía sau của nó dạng như thế này. Dạng kiểu như này chị em mình sẽ mang thêm một cái áo bra thêm dùng như ở trong nhé. Có một hồng, một vàng và một trắng. Tặng 29k luôn. Có 3 con. Vẫn là thun thái chị em mình ơi. Mới nãy kiểu kiểu sức này chị em mình mang thêm cái áo bra dùng nguyên. Nhà em đi luôn chị em mình con này luôn tặng 29k. Lên mã 29k kèm màu. 29 trắng, 29 vàng, 29 hồng. 2 kèm màu luôn dùng nguyên. Hồng cho tí phát hết thì chị em mình 29 thì không có đâu. Hứng lên là bán. Hồng vàng. Trắng cho hạt kìa. Trắng cho hạt kìa. 39.000 luôn. Size 35. 39 size 35. Lên mã này là mã chữ đỏ. 39k và size 35 nhé. Chị nào lấy chữ đỏ. 39k size 35kg. Lên mã chữ đỏ. 39k và size 35 nhé. 29 hết rồi. Có hai cái chữ đỏ. Phải cho TT có hai cái. Có hai cái. Chị đỏ ấy tiếng Nga đoàn luôn. Ôi giời ơi. Riêng dáng ôm này chị em mình ơi. Riêng dáng ôm 26, 27. Riêng dáng ôm 26, 27, 28. Đây luôn chị em mình 125.000 luôn. Nha, 26, 27, 28. Đi 125 luôn, dáng ôm nhé. Tặng nốt luôn chị em mình, mã này là mã 125. 26, 27 và 28 chị em mình nhanh tay chị em mình ơi. Khi mà đã sale này đi sale còn rẻ hơn giá ăn sỉ nữa. Còn rẻ hơn giá sỉ đó. Cực kỳ mềm luôn. 28 giờ Linh Nguyễn. 28, 28 đây bên này, 28 đây chỗ này nè. 28 coi dưới cùng như nè. 28 Linh Nguyễn rồi ok. Như đây, 145 à. 125k. Nhá, còn 26, 27 thôi. Còn 26, 27 thôi. Nhưng nguyên là nguyên mang con này là size 26. Size S, size 26 cho chị Nguyễn Thảo Văn. Nguyễn Thảo Văn 26. Rồi ok, còn size 27. Còn hai con size 27, chị nào đi size 27 chút 27 dùng nha. Ai hay đi size 27 chút 27 luôn dùng nguyên cho bà xã cọc cái áo chung có tông tàu theo. Có tông tàu theo. Đấy. Lên mã này mã theo kèm màu. Toàn bộ là phun to. À không phải, cái này không phải theo. Cái này không phải theo. Cái này là có tông tàu nhá. Em đi được dễ mình con này luôn. 49.000. Toàn bộ là phun to. Phun này phun chị em 60 vô tư. Gần có tông tàu mà nó giãn nhiều như chị em mình mang rip luôn. Giãn nhiều như chị em mình mang bao rip. Chị em nhìn cái độ giãn của nó này. Sướng không? Rồi nha, lên cho mã này mã nút nu nè. Nút đen. Nu và đen, chữ nu và chữ đen. 49k nhé, chữ nu và chữ đen đẹp lắm chị em mình ơi. Size chị em 60 ok luôn. Này. Đẹp không? 49.000. 26 là gì ta? Kinh. 26, 26 hết rồi còn 27. Thiến Nga đòn. Nu Thiến Nga đòn. Rồi còn đen. Nút nu hết rồi lại nút đen. Đây mã nút đen 49k luôn. 27 cho chị Đông Phương Lan. 27 cho Đông Phương Lan. Đen cho chị TT.
27 năm Phương Lan, đen cho TT. Đen TT hết nâu rồi, còn đen thôi chị ơi. Còn đen thôi nhá. Chị nào lấy đen lên đen, đẹp lắm. Có tông tàu, đen chị Hà Kiều. Đen Hà Kiều. Đen Hà Kiều, rồi ok. Hết nâu nhá, chị nào lấy đen lên đen dùng nguyên đâu. Hà Kiều, TT. Rồi ok, chị nào lấy mã nút đen lên nút đen có tông tàu. Vì chị em thấy Hương kéo giãn như là mang áo body mềm lắm nha. Rồi ai lấy đen lên dùng nguyên. Rồi cho bà xã lên cột này. Mã này lên mã theo kèm màu. Theo kèm màu 49k. Theo kèm màu 49k. Lên mã này là mã theo kèm màu 49k luôn. Đen tiếp tràn, đen cho chuyện lên. Lên mã này theo kèm màu. Toàn bộ là có tông tàu hết chị Hoàng ơi. Nha, lên mã theo. Mỗi màu một con. Theo kèm màu. Con này chị em 60 vô tư. Này toàn bộ cái này thì chữ theo hết nhé. 60, 62 vô tư con này luôn. 49k nhá. Phong này áo của nó không phải vừa, không phải dài, nhưng tay của nó này chị em nhìn. Cái tay nó đẹp lắm, tay hơi lỡ lỡ này. Hơi dạng tay ngắn và tay lỡ lỡ như này. Giống như cái con áo cô gái mang ấy. Rồi nha, lên mã theo kèm màu, theo xanh cho chị Trang Phạm. Trang Phạm. Theo kèm màu cho em vậy. Cho Tây Tây. Tây Tây. Rồi theo hồng, theo nu, theo cam. Còn theo hồng, theo nu, theo cam giá 49. Chị nào lấy theo kèm theo luôn dùng em. Nâu, hồng, cam, 49 càng em nha. Theo vàng, theo hồng. Theo vàng thôi, không có hồng. Vàng cho Miu, quên lộn. Vàng cho Thiến Nga Đòn. Còn hai con cho TT hết. Rồi lên mã cô gái. Cô gái này thì đẹp rồi. Cô gái này đang mang hồi trưa hay hồi mua đó các bạn. Chưa rồi. Còn lại cho chị TT. Thêm hết rồi. Lên mã gái. Tay của nó cũng lỡ lỡ như là con theo đấy. Rồi 60, 62, 44 chị em mình nhìn. Cái này dòng có tông tàu phải là body rip đâu. Mà chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Nhìn cái độ giãn của nó này, đẹp lắm. Đây luôn chị em mình là 49k luôn. Luôn dùng mã gái. Lấy đen, hồng hết rồi. Hồng hết rồi chị ơi. À đây đây đây, cọc này cũng là cọc theo này. Cọc theo này. Lên mã gái, đen. Gái, xanh. Gái cam nha. Lên mã gái kèm màu luôn dùng đi. Có tông tàu hết. Đây theo còn cọc này nữa. Cái xanh cho ly vỏ. Cái xanh cho ly vỏ. Gái vàng cho chị Hồng. Hồng Loan Hoàng. Hồng Loan Hoàng. Đó, ở dưới đó là cô gái đó. Mà không có vàng, hết vàng rồi. Cam thôi. Cam cho Hà Kiều và cam cho Thu Lan. Không có cô gái vàng rồi. Hết cam luôn. Các cô gái luôn. Đen. Theo chị TT lấy thêm màu này không nè. Mã theo này thêm màu này. Để đen cho Yến Nguyễn. Bỏ cái này thêm chị TT. Bỏ này thêm chị TT. Theo nu cho ly vỏ màu, màu nu này nhá. Ly vỏ hoa đoàn. Ly vỏ hoa đoàn. Còn màu nu này, màu cam và màu xanh cổ Việt. Ok, có đủ màu rồi. Nu ly vỏ có rồi. Còn nu, còn cam và còn còn xanh Việt nhé. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Nu cho chị Nhi Bảo. Ui, đẹp, con này đẹp. Phôm to nữa. Này toàn chữ theo. Nha, Nhi Bảo. Còn một cam và một màu xanh, còn hai xanh cổ Việt. Còn cam và xanh cổ Việt. Xanh cho cô Hương. Xanh cho cô Nguyễn Thu Hương. Nguyễn Thu Hương. Rồi ok, còn một xanh vịt. Cam cho chịu anh Lê. Cam cho anh Lê. Rồi còn xanh vịt. Xanh Thiến Nga Đoàn là hết. Thiến Nga Đoàn là hết nha. À cô gái có cô gái vàng nữa. Chị nào nãy lấy cô gái vàng nên cô gái vàng thì nhìn. Ai hồi nãy lấy cô gái vàng chút lên cô gái vàng chút nguyên chị em không? Cho bà xã trên đi coi áo thun kìa ba. Rồi hết thôi. Đây cái áo thun nữa thôi là nữa. Đây nè, cọc này nhiều màu này ba này. Vàng, xanh, các kiểu. Gái còn sót lại 2, 4, 5 cái, 5 màu. Cái này 60 vô tư hết. Xanh từ từ để em đổ qua mẫu khác nhé. Đổ qua mẫu khác cho em mình nha. Gái vàng cho chị Phượng Lê này. Gái vàng cho Phượng Lê này. Phượng Lê này. Nguyên còn gái nu, gái hồng, gái trắng. Nha, chị nào lấy gái lên gái kèm màu. Còn được 4 cái 3 màu.
nha. Gáy trắng, gáy nu, gáy vàng hết rồi, hết gáy vàng rồi chị em mà nói. Còn gáy trắng, gáy nu, gáy hồng, chị nào lấy gáy lên gáy lên đi. Coi trên nó có mấy cái cọc, nó có màu vàng vàng lại phía đây. Gáy nu cho chị Nguyễn Hoàng Anh. Đây này, đây ngay tay. Nguyễn Hoàng Anh gáy nu. Ờ, theo đó, theo miu miu đó. Ok, theo miu miu. Gáy nu, gáy trắng cho chị Thu Lan. Gáy trắng cho Hà Kiều. Còn gáy hồng, còn con gáy hồng. Còn một em gáy hồng, chị nào lấy gáy hồng lên gáy hồng dùng Nguyên nhé. Còn một em gáy hồng nữa là hết. Cái này chị thấy Nga Đoàn, hồi nãy chị thấy Nga Đoàn mà nó theo vàng không có này. Theo vàng không có này ba. Thấy Nga Đoàn, theo vàng không có. Rồi ok. Còn bộ hàng đẹp chứ chị ông mình ơi. Lên mã này là mã theo kèm màu nhá. Theo kèm màu giá 49k theo kèm màu. Ai lấy theo lên theo kèm màu dùng Nguyên nhé. 49k em chị em mình này. Lên theo kèm màu giúp Nguyên nhé. Theo hồng, theo nu, theo đen nha. Lên theo kèm màu hồng, nu, đen 49k nha. Chị nào lấy theo lên theo. Có cái cọc nó giống như cái mã áo kim tuyến. Lên bán tặng luôn đi ba. Theo vàng hết rồi. Đây này, hai này. Dưới này này có cái áo kim tuyến màu đen. Nó thì dài dài ta. Màu kim kẹt. Đây Trong kệ đó, thấy chưa. Đó, ngay tay luôn. Xích rồi xích đó. Ờ, ok. Hết theo vàng rồi chị ơi. Còn nó bảo lên bán tặng đi. Áo kim tuyến đẹp chưa, đẹp chưa. Theo hồng cho chị Phượng Lê. Theo hồng Phượng Lê 49.000 Phượng Lê. Rồi ok. Theo hồng, theo nu, theo đen. Còn bộ con này là cốt tông tàu hết. Còn chứ nhưng mà thôi trời, không lên nữa. Không lên nữa. Rồi nha, chị nào chưa có mã này lên mã theo dùng Nguyên. Hồng cho chị Hồng Hoàng Loan luôn. Hồng Loan Hoàng chứ. Hồng Loan Hoàng. Rồi còn đen còn nu. Chị nào lấy theo này lên theo luôn dùng Nguyên. Rồi ok, cái cặp này sẽ bán tặng cho chị em mình luôn. Cái này là dòng à, dòng nhũ nhé, sao bóc đại. Con này bóc đại nhé. Màu nào, hai màu đó nhé. Con này dòng nhũ nhé chị em mình đó. Áo nhũ dài tay. Áo nhũ dài tay theo đen cho chị Bảo Kim Huỳnh. Theo đen cho Bảo Kim Huỳnh. Nô cho chị Nguyễn Thị Hoa. Nguyễn Thị Hoa 49. Con này các màu không chọn nha chị em mình ơi. Đi cho nó nhanh, gọn luôn chị em mình con này luôn. Cái này form của nó là form hơi crop top. Nhưng mà dài tay này chị em mình biết chân váy, biết quần riêng gì cũng đẹp hết. Thôi chị em lấy 60 vẫn mau ok. Nè, form hay lẫn lẫn nha này. Em bán tặng hết con này nhé. Các màu luôn, không chọn màu này. Tuy cái này giờ không chọn màu nhé. Các màu luôn. Lên lưu giữ mãi dài tay đi. Theo hồng cho chị Yến Nguyễn này. Yến Nguyễn nhiều người này. Yến Nguyễn nhiều người này. Rồi nhá, lên mã tặng kim sa à, kim tuyến đi. Tặng hết nhé, còn mấy con sót lại. Thì chạy mình 29.000 luôn. 29.000 nhé. Không chọn màu, em đi bất kỳ màu. Chị nào ok đã lên như chị em mình ơi. Bất kỳ màu luôn. Và phone này toàn bộ là phone 60 hết nha, các màu luôn. Tặng 29.000, chị nào lấy mã này lên mã tặng 29 là ok. Các màu nhé. Các màu nhé. Ôi giờ em bóc được cái gì, hồi nãy giờ em bóc được cái gì em lên cái đó chị ơi. Còn láng cá, cà rốt tóc, cả không cà rốt tóc. Tặng 29.000 con này luôn nha, cho nó gọn. Lên mã tặng 29, có từng này con. Lên 29. Cái này Huỳnh Thị Thiếu Phi cũng có, hình như hôm bữa là sale mấy tiền nhưng không có sale giá này. Huỳnh Thị Thiếu Phi Trang Phạm. Trang Phạm. Không chọn màu. Không chọn màu nhé. Trang Phạm. Có này đúng không? Huỳnh Thị Thiếu Phi. Huỳnh Thị Thiếu Phi. Ba cái ghi đi mà đặt cho Huỳnh Thị Thiếu Phi. Huỳnh Phương. Huỳnh Phương. Nhi Bảo. Nhi Bảo. Lê Hồng. Thu Lan. Lê Tuyết Đặng. Trong VT không chia sẻ. Thảo Lan. Thảo Lan. Thu Nhi Nguyễn. Nông Phương Lan. Thay đổi con này, con màu hồng nó đang đẹp nhưng mà không có màu hồng rồi nè. Bỏ cho hình thi. Bỏ cho hình thi với màu này đi. Hình thị TV màu này thấy còn con. Còn con Huynh nó cho. Của hình thị TV nó cho chị.
Hoa vô miệng thử. À, Đông Phương Lan chưa có à? Ok, Đông Phương Lan mới lấy. Ok. Cặp này áo nam. Áo nam này thì đây 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 mẫu Tình Ngô đang mang. Phải đang mang size gì vậy? Size L đúng không? Đây, con này có mẫu, mẫu đang mang, mỏng mang miết luôn ấy. Ổng một con màu đậm, một con màu nhạt. Thôi size M, size các bạn. Giả bà xã coi mang size gì đó. Size L. Cái này 60 đổ về. Con này đẹp. Con này đẹp lắm. Vải bao sướng luôn. Nhưng mà size 57 đến 60 thôi. Không có to nhá. Lên luôn những mã nam. Con này chắc đẹp. Con này Tình Ngô hai con. Hai con và rất thích mang con này. Nha, em đi luôn trẻ mình con này luôn. Nhẹ dễ mang. Thôi màu nó cũng được. Thôi kệ màu nó cũng được. Chứ không phải màu hồng, có màu hồng nào. Lên mã áo nam nhá, size M thôi. Nhưng mà con này rất là đẹp. Em đi chạy mình con này 60 65 nghìn. 65 nghìn từ cái túi tiết là chạy mình biết này. Nhìn túi tiết đủ hàng xịn ra. Lên mã này 65 nghìn áo nam nhá. Chị nào lấy áo nam, lấy áo nam mấy giờ rồi. Ôi, 10:30 đó. Lên mã này là mã 65 giúp em đi chạy mình thôi. Nha, chốt nhanh tay luôn. Cho chị Hà Thìn con Trang Phạm con 65 nghìn luôn. Trang Phạm Nhi Bảo. Nguyên còn 2. Nguyên còn 2. Chị nào lấy mã 65 lên 65. Nguyên còn 2 nhé. Ai lấy 65 lên 65. Còn 2 con. Con này đẹp lắm. Chồng mập quá tí kìa. Con này đẹp lắm. Ai có chồng có con cỡ tàng này rất nhanh và cái và luôn. Không quá rẻ. Xây mờ chị ta mang đó. Xây mờ rồi. Xây mờ, xây mờ, xây mờ. Con thì có 2 con. Còn 2 y cái góc ở Nam nó có rồi. Cái gì cho nó. Rồi sao chứ. Sơ mi, con này sơ mi. Con này cọc này tặng 39 ha. Tặng sơ mi 39 luôn. Xây mờ thôi chị ơi. Con nói xây mờ thôi. Cho chị Nguyễn Hiền. Chị Nguyễn Hiền. Con nam này, Nguyễn Hiền còn con. Còn con Nguyễn Hiền còn con. Rồi em đi luôn trẻ mình con này luôn. Đi mã này nhé. Cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị nó lát. Đây, Hoa Dung Nguyễn Thị nó lát. Hết nhá. Hết trẻ mình nha. Đâu, đâu có size L đâu. Cái này có bao nhiêu con bán tặng chị em 39 nghìn. Lên mã tặng 39 xanh luôn dùng đi. Con này dòng sơ mi như vậy mà nó. Con này là sơ mi nhá. Size này chị em mình đến 50. Chốt đến 55 đi, cho nó thông thả. Con này chốt đến 55 cho nó thông thả. Giờ cuối like chứ không làm biến thử con này chị em mình. Mà con này bán 39 nghìn. Nó rẻ hết sức rẻ luôn. 55, 57 thậm chí sếp nhà nguyên 60 vẫn mang. Đang chốt con này. Đang chốt con này ok luôn. Lên mã này là mã tặng sơ mi 39 nghìn. Làm sao mà đi nhập ra được cái giá hàng 3 này chị em nói. Hàng 3, hàng 4 không khó đâu. Nha, lên luôn dùng mã tặng sơ mi 39. Chốt lên luôn dùng nguyên như vậy mà nói. Sơ mi 39, sơ mi 39, màu xanh. Các kiểu theo luôn, theo hoa cúc, theo xe đạp, theo Mickey 39 nghìn. Nha, chị nào lấy mã này lên mã sơ mi 39. Caro 39 nghìn luôn. Caro này sao chị em mà 55 đổ về. Sơ mi nó mà hỏi nam thì em chả biết đường trả lời luôn. Con này đẹp đó. Con này mềm. Nha, nhiều chị bảo là mua không. Không nghĩ ra mua con này dòng 39 nghìn luôn. Nha, rồi lên mã caro. Sơ mi cho hình thiệu tiếp đi. Chị Nguyễn Hiền chia sẻ đi chị ơi. Caro 39 luôn. Caro cho chị Dung Dương Thị Phương hết 39 nghìn. Dung Dương Thị Phương. Rồi con này dòng lụa. Con này lên cực sang. Con này sai chị em đến 60 vô tư. Con này cực sang cực đẹp luôn. 60, 62 vô tư con này dùng nguyên nhé. Lên mã lụa một can. Lụa hàng ấy. Con này 60 vô tư chị em mình chắc này. Con này chị em mình biết chăn váy cũng đẹp. Biết quần riêng lên bao sang bao đẹp luôn. Nha, những con này lên mới đẹp nè chị em mình nè. Tinh nguyên con này đặt thử con này. Mang thử biết quần riêng với giá 39 nghìn. Lên luôn dùng mã lụa cam. Lụa đỏ đô. Và lụa hồng. Ba màu. Tặng 39 nghìn lụa dùng nguyên nhé. Lụa hàng dùng nguyên nha chị em mình đó. Được ba con lấy hết cọc này là ngưng ấy.
cái ti ti này. Rồi lụa đỏ và lụa hồng, lụa đỏ và lụa hồng, thì nó lên đỏ lụa hồng, lên mã lụa trắng luôn dùng nguyên nhé, lụa đỏ lụa hồng lụa trắng và lên mã LV trắng, sơ mi xanh cho chị Yến Nguyễn Nhi là ghi Yến Nguyễn Tông Đảng, chị Yến Nguyễn Tông Đảng, Yến Nguyễn Tông Đảng, rồi nhá, lên mã LV, ôi LV dùng nguyên nhé, 39.000 luôn, lụa cam hết rồi, còn lụa hồng lụa đỏ, đỏ cho ti ti, đỏ ti ti, còn trắng và LV, trắng cho trang phạm, trắng cho trang phạm. Sọc cho ti ti, sọc cho ti ti. Rồi ok, còn hồng và LV nữa là hết mã 39. Xong đương lai nhé. LV cho ti ti luôn. Rồi còn một mã hồng nữa là ti ti là sọc nào. Sọc rồi, LV, LV cho ti ti. Rồi ok, còn một cái mã lụa hồng nữa là hết nhé. Đỏ hết rồi chị ơi. Hồng, còn một con màu hồng. Chị nào lấy màu hồng, lấy màu hồng nguyên nhé. Còn ngưng lai như vậy mình ơi. Các lai nha. Ngày này lai hay nhiều, lai trưa cũng nhiều. Rồi nha, bye bye chị em mình luôn nha. Hẹn chị em mình ngày mai là chắc là sẽ không like rồi. Và đơn tối nay chắc là chút đơn hơi chậm, có thể là lụa hồng cho chị Hà Nguyễn. Có thể là qua ngày mốt mới chốt hết đơn ngày nay nha. Nha chị em mình nha. Hai chị em mình thông thả dùng nguyên nha. Nhưng mà cái nào chốt đơn thì để đi đơn cho chị em mình, ở vòng tới vòng lui thì tới đơn của ai thì chịu khó là cho đi đơn nha. Đừng có để gom 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 tới nó mệt mắt. Không bao giờ chốt đơn cho xong mà chị em mình càng gom đơn càng lạc đơn, càng thiếu đơn. Nha. Rồi bye bye chị em luôn nha. Rồi nha, cảm ơn cả nhà nha. Bye bye lụa hồng đó cho chị ạ. À. Chị Hà Nguyễn này, Nguyễn Thiền Kế, Nguyễn Thiếp chị này, để lộn. Để lộn ấy. Vì chị Hà Nguyễn ấy. Chị Hà Nguyễn, Nguyễn Thiền Kế, Nguyễn Thiếp chị này. Bye bye cả nhà. Chị Hà là Nguyễn Thiền Kế à chị Hà. Nguyễn Thiếp. Rồi nha, ngưng nha chị em mình thôi. Không ráng nữa. Ráng miếng là ra mỡ luôn. Bye bye. Dạ đi ngủ rồi, sinh nhật vui vẻ. Rồi nha, ngưng nha. Bye chị Ly Võ, bye bye cả nhà. Cảm ơn chị Lê Tiết Đặng nha. Rồi, ngưng like nha.